rất vui khi gặp lại quý vị khán giả trong chương trình hôm nay, chương trình Giọng Ải Giọng Ai. Cảm ơn nhà tài trợ độc quyền Samsung Galaxy A21s với tiên phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ chào đón hai vị chủ nhà đã quá quen thuộc của chương trình chúng ta. Xin được chào đón Trường Giang cùng với Trấn Thành. Chào hai em. Em không, mình tém cái nọng vô, tại vì đưa ra đó cái nọng nó xà xuống nha anh. À, kỳ quá, em phép về trước đụng chạm quá. Ủa cũng có em đó Giang. Có anh, luôn anh làm như anh không có vậy. Trời ơi, nọng anh bằng bắp tay em. Em nói thiệt á, anh nghĩa là bị đi ngược lại với nghịch lý. Người ta nói là thời buổi hiện đại thì người ta càng muốn ăn chay nhiều hơn để trở về với cái thực phẩm sạch và để giúp cơ thể nó cường tráng và khỏe mạnh. Anh nghĩa là đi ngược lại nghịch lý đó, anh càng ăn chay anh càng mập. Tại vì hộp đồ ăn đó em. Không, thực ra ăn chay là chỉ để thanh lọc cơ thể cho nó sống khỏe và với là một cái tâm mình tịnh đó, đúng không anh? Đúng rồi em. Chứ còn mập là mập à. Ăn nhiều là mập à. Nhưng mà thấy anh nghĩa là ăn chay càng nhiều thì càng ngày càng trắng ra. Trắng nha. Không, cái này là do đánh phấn là phải ăn chay. Ý đúng rồi. Hơi dày. Ủa nó nghe nè. Đến với cái chương trình này ai không quánh phấn chỉ anh coi. Dạ nhưng mà được cái phấn anh nó dày mà nó sáng số hơn của anh. Nếu anh vậy thì em phải hỏi thăm mấy em bé mấy cấp trong chương trình. Đứa nào quánh vậy? Cái gì? Đứa nào gì mà anh sáng hơn em? Đứa nào làm phấn anh về sáng dữ vậy? Hồi nãy em thấy anh là quên hộp phấn, em mượn hộp phấn của con Sam. Làm gì có cái chuyện đó đây. Đó. Thôi ngồi xuống đi. Ủa mà sao giờ tự nhiên giờ đàn ông dạo này tự nhiên chững chạc cái con bơm bơm đầu này. Không em, bởi vì người ta là người đàn ông có gia đình rồi còn có con nữa. Cho nên là bây giờ phải chịu khó chơi với hoa, với bướm. Quên. Có gì còn hát cho con nghe bài con bướm xinh nữa chứ. Đi đâu cũng như lúc nào phải có người con nhỏ nhỏ theo rồi đó. Bướm, cha bướm. Đây là hai chủ nhà quá quen thuộc với chương trình. Nhưng mà hai khách mời ngày hôm nay thì cũng sẽ có người đã quay trở lại với chương trình của chúng ta một vài lần. Trong chương trình của chúng ta có nhiều người là tham gia một hoặc hai lần. Còn những người mà ba lần trở lên chúng ta gọi là mối. Mối hàng mối nào cũng thấy. Nếu về thì đây có lẽ là một cái mối của chương trình chúng ta đó. Còn cái mối này nó bắt nguồn từ đâu thì không biết. Từ từ mình điều tra, mình khai thác nha. Hãy cùng gặp gỡ với hai khách mời Sam. Rồi về chỗ đi em. Ủa gì anh? Em chưa được quen nói quá rồi, không biết nói gì nữa trơn. Trời, không biết cái gì để hỏi luôn á. Thôi anh đi về chỗ. Anh này thiệt, anh tồi tàn nhẫn với em gái ghê. Anh ơi, công tình em diện bộ đồ cũng cả ngày á. Anh cho em nói vài câu xuất hiện trước ống kính đi. Giả bộ hỏi gì đi anh. Giả bộ hỏi gì hả anh? Thôi được rồi, muốn hỏi thì hỏi. Dạo này mình xây được mấy căn nhà rồi em? Thôi anh đừng có hỏi mấy câu nhạy cảm, con gái tao không thích gì đâu. Chứ hỏi tự gì? Tự nhiên nói này, ta tưởng Sam nó có của lắm, ta nói đó. Giờ anh hỏi này, chân thành nè. Sam, dạo này có sửa gì mới không em? Dạ không thiệt. Chưa hả? Dạ chưa đúng hả? Rồi đúng rồi. Không, bữa chị Lê Giang nhắn em á, gửi hình Sam á, xin dạo này biết Sam nó chích cái gì mặt nó gọn lắm à. Chị Giang nhắn là em thường em tin á, tại chị Giang là giống như có ánh mắt trong ngành á. Giống như có điện á, không có điện nhìn ai là biết liền. Dạ em có không? Ủa anh, bữa nay có người chơi đâu gì đó có. Bởi vậy mới nói là tính bé Sam ra kêu nó về chỗ liền đi. Bởi vì quen quá rồi không có gì để hỏi. Có là hỏi cái người mới xuất hiện lần đầu tiên trong chương trình của chúng ta nè. Hãy cùng gặp gỡ với nghệ sĩ La Thành. Em đã banh giao hữu hả? Đâu. Sao ra bắt tay bên kia trước vậy? Ồ, em bị kiểu liệu anh. À không, bắt tay là nữ đưa ra trước. Thành đạt. Đó. Không biết sao không, tại vì kèo mới vừa gặp để bắt tay cái kèo mới làm luôn quen hả? Làm quen để mốt có gì mà hú em. Thật sự thì hôm nay khi mà em nhận lời tham gia chương trình này á, là tại vì trong cái số này có một người em rất là mến mộ nữa. À, ai vậy nói luôn. Từ từ không? Mọi người sẽ biết. À, tức là những con trong... người đang đứng đây là không phải là người em mến mộ phải không? Thì ở trong số này có một người em mến mộ lắm nên em muốn gặp người đó. Kìa cái mặt kìa. Cái mặt người ta kìa. Em nghĩ đó là em hả Sam? Ủa anh, sao vậy anh đừng làm em hụt thôi. Tại vì đây nè,
Giờ có mình em là con gái à anh, giờ mến mộ ai giờ? Rồi bây giờ hai bạn muốn chọn về đội của ai, Thành hay Giang? À... em nói nghe, ưu tiên gái nhường, nhường gái trước. À, dạ dạ dạ, sao Thành tổ chức đi à? Ủa gì kỳ vậy, chúng ta chưa kịp đâu. Tại hồi nãy bé Sam nó làm quá đó, cho nên là nhiều khi Thành đang tưởng là chơi cùng với người đàn ông chứ không phải phụ nữ nữa đó. Bây giờ trở lại với em nè, em nghĩ là em sẽ vẫn về với đội của anh Thành. Hình như ba lần trước em ngồi chung với Thành là em thua hết trơn đúng không? Không biết sao em có một cái sức hút đặc biệt với gái lắm anh, em kỳ thiệt. Chết thiệt. Anh ơi, anh ơi, bớt bớt. Không phải gì anh mà em về đó. Okay. Không phải gì anh mà em về đó. Ê, dạ, giờ em chỉ anh... là anh ngồi cái ghế, em thích cái ghế đó thôi. Em thích cái ghế đó hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ anh nhìn góc này mới thấy nè Thành. Em mặc cái áo này nè, em tiệp màu chứ cái ghế dòm vô không thấy em đâu, chỉ thấy cái đầu em không đó. Ê, đừng làm vậy, nóng, nóng, nóng. Nóng, đó. Sao, có đổi ý không Sam? Em về ghế đó, tại vì bên đó góc mặt em đẹp anh ạ. À, vẫn về với Thành chẳng qua là vì cái góc mặt đẹp thôi đúng không? Dạ. Dạ thôi, em chọn anh Giang. Giang anh nghĩ sao Giang? Em rất là thích La Thành. La Thành là một trong những nghệ sĩ trẻ mà em với Trấn Thành rất là ngưỡng mộ về cái sự duyên dáng và thông minh trong diễn xuất của Thành. Nhưng mà vì nhiều vấn đề cho nên hôm nay Thành đã trở lại với chương trình và lần đầu tiên đến với chương trình Giọng Anh Mai thì mọi người rất là hoan nghênh và rất rất là đặt niềm tin vào La Thành. Ừ. Vậy thì mời hai bạn về vị trí mà mình đã lựa chọn nha. Hãy cùng chờ đón ca sĩ Mi Lê và Lưu Hoàng. Nói cho ai nghe đây, bởi vì không còn được bên em mỗi ngày. Mình từng hứa sẽ vượt qua, vậy mà kết thúc rời xa. Cớ sao anh cứ mong chờ, vì anh đã yêu dại khờ. Từng cùng nhau đi qua sông bão, nhưng không còn thấy nhau khi mưa tan. Tại vì sao tình yêu luôn khiến cho mình mãi tin vào một giấc mơ. Ngày em quay lưng bước đi, mưa rơi ướt nhòe lên trên khóe mi. Vì khi yêu chẳng cần lý trí, mặc kệ con tim làm điều vô lý. Đừng trao nhau ân ái nhạt màu, đừng để trái tim cứ mãi u sầu. Có đôi khi mệt quá và muốn rời xa, anh nhớ lý do vì sao hai ta bắt đầu. Lời chia tay không nói thành lời, và em cũng đau khi ta xa rời. Phải không người ơi, lệ rơi tim anh chơi vơi. Và vì anh đã yêu em dài khờ, dù bơ vơ tình yêu ấy mãi không phải mờ. Anh luôn tôn thờ, chẳng thể xóa đi những vui cười ngày nào bên em. Càng không muốn tương lai yêu người nào khác em. Vì anh đã yêu em dài khờ. Vậy nếu không nói gì thêm, thôi từ nay nên quên tên. Thôi đừng nói nhiều thêm, giờ quên được chưa? Bây giờ đã có chưa để có hôm nay lại yêu lần nữa. Tạm biệt tất cả những lời hứa, những gì đã tâm mình cũ vui pha, xóa sạch kết thúc pha. Có đôi khi mệt quá và muốn rời xa, hãy nhớ lý do vì sao hai ta bắt đầu. Lời chia tay không nói thành lời, và em cũng đau khi ta xa rời. Phải không người ơi, lệ rơi tim anh chơi vơi. Và vì anh đã yêu em dài khờ, dù mơ mơ tình yêu ấy mãi không phải mờ. Anh luôn tôn thờ, chẳng thể xóa đi những vui cười ngày nào bên em. Càng không muốn tương lai yêu người nào khác em. Vì anh đã yêu em dài, đã yêu em dài khờ.
chẳng thể xóa đi những vui cười ngày nào bên em. Càng không muốn tương lai yêu người nào khác em. Thức trắng đêm nay.
Thấy hai đứa em nó đẹp quá. Đẹp chứ. Không dám xen vô giữa luôn, sợ hư cái đội hình nữa. Anh dám à, anh đứng đó cũng đã hư hình rồi. Ui dạ. Trời đất ơi, Miu Lê ơi, cái bí quyết gì vậy em? Bí quyết gì mà tự nhiên bây giờ đẹp lộng lẫy hơn xưa luôn vậy? Dạ em tập thể dục với em ăn kiêng giảm cân. Động lực nào em nói cho anh biết đi, cái động lực nào để làm khiến em có thể làm được cái điều đó? Anh, trước khi tới đây em có soạn sẵn một bài soạn văn trong đầu. Tại vì mọi người hay nói á, em giảm cân là vì anh Giang cho em mập. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Anh Giang cái hôm đó em có cãi qua cãi lại là vì anh nói sai tên bài hát. Vẫn nhớ. Ủa sao mà một cái chuyện mà từ cái năm đó. Tôi nhớ cách đây 2-3 năm rồi đó. Nhưng mà phải nói một điều là cái số lên sóng mọi người rất là mê. Anh nhưng mà dạ, nhưng mà giờ cho em giải thích là lúc đó. Lúc đó là em thề là em vì sai bài hát, cái bài đó không phải nói đúng. Chứ nó kỳ lắm. Chứ ai nói gì đâu. Không mà phải nói là hôm nay đẹp quá trời luôn. Dạ. Dạ luôn. Nhưng mà anh, nhưng mà cho em đính chính lại là không phải vì anh Giang nha. Okay. Ừ, mọi người hiểu. Chứ em rất là quý anh Giang chứ không có kiểu mà hiềm khích hay gì hết. Đúng, đâu có hiềm khích. Nhưng mà tí nữa là em rồi anh Thành ha. Bắt đầu hiềm khích rồi đó, bắt đầu hiềm khích rồi đó. Bắt đầu hiềm khích rồi đó. Anh đang muốn em về đỡ anh mà về nói gì thì chán thiệt chứ. Miu Miu, dù em có thay đổi cân nặng nhưng mà cái sự duyên dáng của em nó vẫn đậm đà nha. Anh thích cái chuyện dạ đó. Hả anh? Dạ, dạ, thấy, anh thấy không? Nói người ta lúc người ta mập thì chê bai người ta, nói cho dữ vô, bây giờ thấy người ta ốm kêu về đội. Ồ tại dạ. Con gái là vậy, chỉ cần giảm cân không cần làm gì hết, chỉ cần giảm cân là đẹp. Không anh ơi, giảm phải giảm, giảm đúng nha. Giảm mà nhịn ăn cho sơ sát đi là chết. Tại hồi đó em cũng bị rồi, em bị đau bao tử, em bị tràn dịch bao tử, em chết đi sống lại. Thì anh đâu nói gì về chuyện giảm cân trai đâu, anh chỉ nói là giảm cân là đẹp mà. Em phải nói đúng, phải nói đúng, xài nó giết chết liền bây giờ đó. Cái phương pháp giảm cân chút xíu nữa vô chia sẻ lại với Trấn Thành nha anh. Nói vậy là sao nghĩa? Anh nhìn body em đi. Ủa anh nói vậy là sao nghĩa? Kìa thấy không? Các bạn thấy sao? Anh ơi, đây, đây này rồi. Sam, em thấy sao Sam? Em thấy sao Sam? Rồi vô, tấu vô, bóp mạnh vô. Em thấy sao Sam? Nó thật lòng nè. Cứng anh. Cứng. Cứng, cái này là cái cục gọi là mỡ, cục hả? Cơ chứ không phải mỡ nha. Này em anh ha. Anh Thành, anh có mập bao nhiêu thì anh vẫn là người đàn ông lý tưởng của hàng triệu trẻ em phụ nữ, trong đó có em. Cố trẻ. Hai triệu trẻ em phụ nữ nha. Trẻ em. Trẻ em phụ nữ nha. Em nói thiệt mà. Rồi rồi. Ô, okay, mọi người đồng ý với em yêu, mọi người đồng ý với em. Nên là đó. Ok. Ủa? Chưa. Dạ, chưa. Ê, Miu Lê nói chuyện của tưởng tượng thằng Thành đang quảng cáo sữa cho bà mẹ trẻ em. Anh là hai triệu trẻ em giờ phụ nữ. Không anh, anh Thành bây giờ không có xét về sắc đẹp, xét về nhân cách. Trời ơi trời. Ủa? Trời xóa em. Ví dụ có nhân cách nhưng em phải xếp anh vô, em xóa sắc đẹp anh luôn đâu được. Anh cũng đang cố gắng lắm mà. Ơi, ý của Miu nó bây giờ dòm em sổ sữa hiểu không? Nhìn sổ sữa quá cho nên phù hợp với bà mẹ và trẻ em. Nãy giờ tôi nói thiệt á, thằng bé nó như là vô hình. Hỏi thăm Lưu Hoàng chút xíu, bởi vì lâu rồi anh em mới gặp lại nhau. Hồi đó quay cùng một cái chương trình game show nhưng mà cũng đã khá lâu rồi. Yeah. Đến hôm nay gặp lại em anh nhìn không ra, anh nói thật. Bởi vì em cũng đã có rất là nhiều cái sự thay đổi về mặt ngoại hình của mình luôn. Yeah. Đẹp trai hơn trước rất là nhiều. Lần đầu tiên đến với Giọng Mãi Giọng Mai phải không em? Dạ, yeah, lần đầu tiên em đến với Giọng Mãi Giọng Mai. Trước đây em có hay theo dõi chương trình không? Dạ, yeah, em có theo dõi chương trình bởi vì đây là một cái format chương trình cũng rất là vui và rất là thích thú. Mà em ở nhà có bao giờ anh ngồi em đoán thử không? Đoán theo á. Hầu như em đoán toàn là chật hết. Chật hết luôn hả? À, vậy thì bữa nay em nhắm về ai để giúp em đoán đúng nè? Tôi thấy đây... hôm nay tôi không có tốt đẹp rồi. Tại vì hôm nay em đến đây với tâm thế là cam chịu. Trời ơi, ai làm gì em? Ai làm gì đâu. Ai chà đạp gì em kêu em cam chịu. Tại vì em xem từ những tập trước em thấy ở đây là một cái hội trường chặt chém rất là ghê. Trời đất ơi, nói như mình cái chợ không bằng như đó trời. Không, em mới dùng chữ hội trường nha, em mới dùng chữ hội trường. À, một cái tập thể chặt chém rất là ghê. Bé nó mới sửa từ lại cái tập thể. Anh bây giờ em nói anh có cảm giác đây giống như cái chung cư vậy đó. Mấy số khác thì ông xả cho riêng, số này anh là không dám nói. Để và... đây cũng là thẩm định nghệ thuật người ta có đi. Lần đầu tiên em đến với chương trình cho nên lần đầu tiên thì sẽ có rất nhiều điều thú vị và em muốn dành cái điều thú vị đó về với đội của anh Trường Giang. Ủa mày nó nghe nè, vậy có bị bất công quá không, đội hình nó bị lệch quá à? Bên trai không, bên kia gái quá trời. Tại vì hai người phụ nữ đẹp mà em ngồi chính giữa nó bị cân, nó không có cân đó, cho nên là anh muốn là chia sớt. Anh bình tĩnh nghe. Em có vấn đề gì về nhan sắc với anh không? Không. Miu Miu cảm thấy anh có gì quá anh không? Lúc nào cũng là nhất trong lòng em hết á. Ơi, nói gì nữa bây giờ? Bây giờ người ta đã nói về nhau như vậy rồi. Chắc về Thành ơi. Bây giờ chơi gì nữa? Mời hai em về với đội mà mình đã lựa chọn nào.
Sao Sam? Em nói nghe. Cái gì nè? Không biết vô tình hay cố ý mà hai mỹ nhân ngồi bên anh Thành đeo một cái xích ngay cổ. Anh thấy không? Giống như là một cái điều. Anh giống như là chủ mà dắt hai con chó đi chơi có hai xích cổ. Đừng có diễn tả như vậy đúng không? Đừng nói vậy. Vô tình bữa nay anh cũng mặc một cái áo cổ gần sát này, đấy chưa? Cảm ơn các bạn, chúng ta đã có hai điều hình. Bữa nay mặc dù nhìn là không có cân xứng là bởi vì bên ba người đàn ông, bên đây là hai người phụ nữ đẹp. Nhưng không sao. Hết hộ tưởng nó bên ba người đàn ông. Anh mà nói vậy thì Harry quên nhà nó buồn. Tội nghiệp em đó chứ. Nhưng mà biết đâu cái sự mà nó hơi chênh lệch như vậy, nó sẽ tạo ra những cái sự khác biệt và điểm nhấn thú vị cho chương trình của chúng ta thì sao? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đầu tiên, vòng hóa thân. Chúng ta đến với vòng đầu tiên, vòng hóa thân. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là bảo vệ môi trường. Và các bạn ấy sẽ hóa trang cũng như là mặc những bộ trang phục để kêu gọi mọi người trong cái việc ý thức giữ gìn về môi trường của chúng ta. Ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với 7 người chơi của ngày hôm nay nha. Xin mời các bạn. Đây là những thông điệp mà các bạn mang đến trong cái chủ đề bảo vệ môi trường. Đây, các bạn ấy thông điệp thì quá rõ ràng, nhưng cái chuyện mà hát hay hay không á, không ai biết hết trơn trọi. Hai đội chơi phải cẩn thận nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn đầu tiên, hạn chế sử dụng tôi, vị trí số 1. Mời các bạn xem. Cái dao này nó làm tinh vi quá. Trời ơi. Cái gì nó cũng dám làm. Khô rơm có mình bà ướt. Phóng viên thời tiết sẵn sàng chấp nhận mưa nắng. Mưa xối xả, màn bé vẫn đứng nói một cách. Mưa gì đâu, nguyên con đường khô rang có mình bà ướt à. Phải chi mà lấy một cái cảnh toàn ra, thế nào cũng có mấy ông thiết kế đứng bên trên cầm bình tưới xuống. Là cái đó là chương trình dựng đúng không anh? Ê Thành, cái clip đó là chương trình dựng. Hỏi một câu ngây ngô như vậy Thành. Tới bây giờ, có tới bao giờ bạn mới biết là tất cả những gì ở cái chương trình này không có cái gì thiệt hết. Bé chỉ vậy. Thôi thì cứ người mới mình cứ cho người ta nói rồi tí mình chỉnh sau. Đúng rồi, để ta trải nghiệm. Tìm chứ em là lần thứ hai rồi đó. Hạnh hiểu quá, hạnh hiểu. Nguy hiểm vậy sao? Lần thứ hai rồi đó, sao lần thứ mấy rồi em? Dạ em chắc là lần thứ ba hay thứ bốn gì thôi. Mối đó em, đây mới là mối nè. Sao nó ngồi mà thấy được mòn ghế luôn. Với cái kinh nghiệm mà em đã đứng phòng thu và em đã được thu âm cho nhiều giọng ca oanh vàng á thì khi mà một cái người biết hát á là tay của họ sẽ nhịp ở trong không khí, nó rất là đúng bài. Bạn này nhịp bị trễ, em nghĩ chắc là bạn hát không hay. Ủa em ơi, người ta có một cái từ phát ra cuối cùng thôi mà sao em biết người ta trễ nhịp em? Em nhìn vô cái nhịp tay á, lúc mà bạn đưa. Ủa người ta phiêu nhịp tà luôn. Lúc đó nó hát jazz. Nó đi nhịp trễ. Anh Giang thấy em đẹp hả, hay cứ nhìn em hoài vậy? Không mà thiệt, hôm nay là nhắc quay lại ha, xin lỗi cắt ngang tí là đẹp. Thôi mình cứ dựng cái câu đó lên hình giùm em nha. Đẹp. Lên không có đâu, lên TV người ta làm hay lắm. Lên TV ta làm vậy đó. Đấy. Anh Giang xuyên suốt chương trình, lâu lâu anh chêm vô để về cắt cái dính được gì dính nha. Em ơi, nếu như mà lâu chêm được một câu thì Giang sẽ chêm cái câu của nhà tài trợ vào. Ủa vậy? La Thành, ý kiến em thế nào? Em nghĩ là bạn này hát không hay. Tại sao? Tại vì hát mà trời mưa với ông trời muốn khóc luôn thì chắc đâu có hay. À, hát dở mà ông trời ông phải rơi lệ luôn đó hả? Dạ. Vậy em thấy sao? Em á thì em thấy là chương trình có một cái sự lừa lọc ngay từ ban đầu. Cái nghề nghiệp là thời tiết á, thì em nghĩ đây là một cái sự gài gắm của chương trình. Thời tiết là tiết chế, mà tiết chế ở trong giọng hát thì hát không thể nào hay được. Cô này diễn được nè, cô này diễn được á, cô này cũng hài hước đó. Nhưng mà đâu hay đâu, không thể hay được. Em, không thể hay được. Em là em nghĩ là bạn này là dancer nha. Tại sao? Tại vì đó, anh nhìn cái đôi giày, anh Giang nói là diễn được, cái em mới nhìn qua đôi giày của bạn đó. Đôi giày bạn đó là một đôi giày bốt. Mà cái đế gọi là cái bằng đế gì ta? Đế cao su. Đôn. Ờ đúng, đế. Đôn. Xuồng. Đôn xuồng. Đó.
Mà cái đế này là dành cho mấy bạn vũ công, tại vì ca sĩ thường sẽ mang gót nhọn để nhảy này nọ và bóc dáng người ta sẽ đẹp hơn. Đó, mà bạn này mang một cái đế xuồng mà phải đòi hỏi cao như vậy thì em nghĩ là sẽ là mấy bạn dancer nhảy đó. Đó, để nhảy cho chắc chân mà không có bị té đó. Còn Trấn Thành, thưa anh, xét về diện mạo, cô ta là một người gương mặt sáng sủa, nhưng cái sáng sủa đó dành nhiều hơn cho diễn xuất, cho sự hề hước. Nhìn vào gương mặt đó, hiện tại em don't feel là hát hay. However, tuy nhiên mặt sáng thiệt, mặt này là mặt thông minh chứ không phải là bị chập điện. Nhưng mà thường người thông minh á sẽ hát hay, dễ hát hay, chứ không phải là ai cũng vậy. Nhưng mà bạn này vẫn 50-50. Dạ, em là 50-50 thôi, em không khẳng định được gì. Mời át chủ bài của Trấn Thành, Miu Lê. Tự nhiên anh có nói vậy cái làm em áp lực. Em, sao vậy cưng? Em tới đây đang vui đó, em có biết nhận xét cái gì đâu. Ông Miu ơi, làm cơ. Gia đình tự hào đi em. Em cứ nói đi, em nói cái gì đang vui đó. Em khi mà chiếu cái clip á thì em không có quá ấn tượng lắm anh. Tại thiệt là không có cái cơ sở gì để mình gì hết. Nhưng mà hồi nãy lúc mà chị Sam nha, mọi người và anh Thành là nhận xét á, bạn này cực kỳ thái độ. Kiểu như là thấy tôi like chưa? Thật mà, đúng không anh? Đúng. Hồi nãy thì em nghĩ là hát sao ta? Trời. Thái độ thì sao? Thái độ thì sao? Em cũng thái độ mà sao em nói kỳ vậy? Trong cái hớp đó có tỏ ra là mình rất tự tin đúng không? Nhiều khi đó là diễn em ơi. No. Nhưng bởi em mới nói nhưng mà khi ánh đèn dạ vô bổn mặt của bạn ấy. Cái bổn mặt của bạn ấy, tôi thấy một đường mồ hôi ướt đẫm. Có nghĩa là bạn ấy đang hầu hợp lo lắng. Bạn này không bình tĩnh. Không phải, cái đèn ơi, cái đèn chiếu vô đồ nó vô. Nó đơn giản. Một đống cái bao xốp đó mà quấn vô người em một cái, coi em có đổ mồ hôi không? Em đổ tới cái gì luôn đó. Em tia một tí thôi. Cái áo giảm cân anh Thành. Bao xốp em nha. Cả nùi bao xốp trên người. Mà chất liệu ni lông thì các bạn biết nó không có thoát mồ hôi. Nó sũng nước trong đó là chuyện đương nhiên. Em xé bình luận vừa rồi. Mời em đi bộ. Tiếp, chúng ta sẽ qua bàn số 2 nha. Thông điệp hãy ăn tôi. Công việc của bạn ấy là gì? Mày khó hát hay à? Ủa, nhìn ngoài đẹp hơn. Em là người mới hả? Dạ. Em đẹp trai vậy, tại sao chọn công việc này vậy? Thật ra là ba mẹ. Ê, vì câu nói đó mà năm ngoái anh bị lỗi đó. Em cố gắng lên nha. Mọi người có nhớ cái ông buộc nước mắm đầu tiên không? Là năm trước đó, cũng làm công việc mà buộc nước mắm đó, xong cuối cùng bị loại sớm đó. Cho nên là truyền kinh nghiệm cho đàn em đi sao. Trời ơi, chương trình này bây giờ giống như Money Heist vậy ha. Có nhiều tập, bây giờ mùa mấy còn liên quan tới mùa trước. Đúng rồi. Anh ơi, nhưng mà cái anh buộc nước mắm đó thì cái mùa trước là hát hay hay hát dở? Không nhớ được em ơi, nhưng mà bị loại. Không biết hát hay hát dở, nhưng chắc chắn là xàm nha. Rất xàm. Cái trái khế này rất là to nè anh. Trái cái yết hầu á. Đúng, yết hầu. Khi mà hát nó giật lên giật xuống nó rõ. Ngon à. Và cái thái độ hát rất là điềm đạm. Đúng. Em chắc chắn luôn, nếu như mà có sai thì cuối cùng chương trình mấy anh chị phạt em đi. Như em chịu, bạn này hát hay. Vậy thì bảo kê luôn. Lấy hàng luôn. Mời lấy hàng. Mình bình tĩnh mới đi có qua quận 2. Mới có một chặng đường. Mình đi qua một vòng đó. Anh La Thành, anh thấy tụi em ghê chưa? Anh đừng nghĩ anh nói hay nhất ở đây. Ủa, có ai nói gì nãy đâu? Giờ là nãy giờ nói thế nào đâu trời. Là nó đến lần đầu tiên nó hiền quá trời hiền mà Miu. Ê, tôi cảm giác như Miu Lê tới đây ăn thịt tất cả mọi người. Em xin lỗi anh. Thì nói giữ bé lại. giữ bé lại. Làm kịp đi nữa. Ủa, có gì xích rồi mà không giữ được. Anh biết không? Tại vì má không biết đối tượng nó là ai luôn cái thầy không? Em đã nói rồi, kiểu gì hồn cũng có lộn. Anh Nghĩa ơi, cho em xin nói cái tiết lộ cái lúc đầu em nói luôn được không? Được, em nói luôn đi, nói liền đi, mình đánh trống lãng qua cái chuyện này cho anh. Dạ, xin cho tôi mượn cái chỗ đó anh cái được. Trời, đừng nói anh hôn tay em là tỏ tình nha. Ủa, sao vậy? Em không ok đâu đó. Tại vì từ đầu chương trình á, em có nói là em tới đây vì một người em mến mộ. Thành ơi Thành, em có cần anh tặng anh đưa cho em một cái bó hoa này kia không? Thôi em tới dạ, rồi không, hả? Không cần của anh. Hoa nó nhìn nó mỏng manh lắm. Để em giữ lại. Cái gì vậy? Quá gai, hả? Có gai. Gai. Hồng nào mà không có gai, anh còn có gai đừng nói chi hồng. Anh anh là gai, anh là
nghĩa anh nói là không có gai, anh nghĩ có gai là anh nghĩ gai còn sống. Để em đúng hả? Xin trong âm nhạc mình á là có 7 nút nhạc đúng không? Đúng rồi. Là 5 nút nhạc mới là ngũ cung. Đô, re, mi, fa, sol. Đô, re, mi, fa, sol, la, si. Nhưng mà em đó giờ em đọc 10 nút nhạc không? Đô, re, mi, fa, sol, la, si, mi, biu, lê. Thích em là từ hát hò luôn tới diễn xuất luôn. Anh thấy giá trị của em chưa anh Giang? Tới giờ anh đâu có nói gì đâu. Miu Lê, em phải tập trung với cái người vừa mới tra em cành à, không? Dạ. Không quan trọng, nó không quan tâm luôn anh ơi. Không quan tâm luôn hả? À. Anh ơi, anh tặng ba hoa, nói em ba hoa hả anh? Anh nghĩa đưa chứ mà anh tặng một bông thôi. Tặng một bông thôi nè, Sam cầm sao, Sam cầm sao. Trời, chương trình hỗ trợ nhạc luôn kìa, nhạc luôn kìa anh ơi. Trời, tự nhiên hôm nay em tới đây em hạnh phúc quá. Nó cần nói xong câu chuyện rồi bây giờ nhạc mới tới. Hay, phòng máy xuất sắc, vỗ tay. Cảm ơn xong rồi. La Thành, em đã thể hiện được tình cảm dành cho người mến mộ rồi đúng không? Dạ. Mời em về chỗ. Anh, ông cái. Đây nè. Mở nhạc. Đứng lại, bình tĩnh lại anh. Bộ vụ gì? Ủa sao cứ mỗi lần tôi kêu nó mở là nó tắt, mà kêu nó tắt là nó mở vậy ta? 2, 3, music. Sau những lời chia sẻ của mình dành cho người khác, với cách đối xử của người ấy, cành hoa này như một mối tình câm, một mối tình chết. À, tôi nói một câu thôi. Có thể là Miu Lê rất hâm mộ Trấn Thành, nhưng mà tôi là mối tình tài ba rồi. No. Ủa lộn. No. Không sai được thừa. No. No. Anh La Thành cảm ơn anh nha. Anh chia sẻ thiệt á. Không, cảm động thiệt. Ok. Em hay giỡn thôi chứ. Không, mấy cái này trân trọng. Cái gì hôn mấy ba? Anh không là cái trân trọng á. Không trân trọng á anh. Mày nói thiệt. Rớt nước mắt. Trước khi mà em xấu em mập á, không ai thèm đói hoài em luôn á. Không, em lúc thì... em mập em cũng đẹp Miu ơi, em đừng có mặc cảm tự tin như em, vậy. Em mặc cảm lắm. Cái sau này cái tự nhiên em đỏ em ngon lên xíu á. Ngon. Biết ngon luôn hả? Ngon. Ghê nha. Nếu nha anh, nếu mà so cho ẩm thực á thì em đánh giá em ngang với một đĩa sườn bì la chả. Sườn bì la ốp la đó em. Sườn bì chả la đó anh. Sườn bì chả la, la chả. Đó thì qua sóng truyền hình chương trình Chồng Ải Chồng Ai mùa 5 được phát sóng vào 20 giờ tối thứ chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Mọi người là 20 giờ ta coi chương trình khác rồi. Dạ 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Em kêu gọi các chị em, các bạn bè, các mọi người hãy tập luyện thể dục thể thao và sống một cuộc sống healthy lành mạnh. Hãy đi Miu. Miu lê. Miu ơi, giây phút em sống vì cộng đồng đã kết thúc. Dạ. Cho anh biết coi nhận xét về chàng số 2 này thế nào. Miu Lê nói là hát hay, Giang nói rằng hay. Lưu Hoàng em nghĩ sao? Tỏi, ớt, hành, nghệ. Trên người chắc có củ nghệ, em nghĩ chắc là nghệ sĩ hát hay. Tại vì em nhìn trong cái... Sắc. Cái gì? Suy luận gì mà cũng được hay. Lưu Hoàng nói là cậu này trên người chắc chắn có củ nghệ. Chắc chắn có củ nghệ mà nghệ này. Em biết cái củ nằm ở đâu thôi. Thì em nhìn trên hướng này thì chắc là anh này là hát hay. Em ơi, anh ra gần anh nhìn, trên người bạn ấy không có củ nghệ. Có anh, có. Bên trong. Em đừng tém. Anh làm anh em đừng tém. Đậu phộng em nha, đậu thôi chứ có nghệ. Lạc à? Lạc. Thành đậu phộng người ta còn gọi là lạc. Biết đâu hát lạc nhịp, lạc dây nha em. Như vậy là các bạn gần như là cho rằng bạn này hát hay. Tiếp theo, người đẹp đội cái rế trên đầu, thân thiện môi trường. Không hay. Công việc bạn ấy là số 2 anh. Anh ba số 3 rồi bây giờ anh cầm buồn số 2 hay là Thành? Thành anh ta. Bây giờ là em vẫn còn bị trong cái tâm tự nhiên cho nó bình tĩnh lại. Chị cái số bị sao? Em hồi độ quá. Xúc Miu Lê vẫn còn đúng không? Còn anh có còn. Cho nên là em chậm hơn người ta cái mấy nhịp lên đó. Anh không, Nghĩa em, ơi. Em phải cảm nhận anh. Ừ. Tại vì có cái clip mà cột nước mắm thôi mà không biết cách nào để biết hát hay hay không hay.
Tại vì mấy nhà khoa học cũng đâu chứng minh được là cột nước mắm là hát hay đâu. Em cứ suy nghĩ nhưng mà đó. Nhưng mà trong chương trình em nghĩ là sắp đặt á, bởi vì là mắm cay là hát hay mà. Là... mắm cay là hát hay, hay là quá Lưu Hoàng ơi. Ê, có nghệ là nghệ sĩ, mắm cay là hát, hát hay. Lưu Hoàng là Lưu Mờ. À không không. Rồi giờ thì em tiếp tục em suy diễn giùm anh coi nha. Bạn số 3 như thế nào? Công việc của cô ấy là kinh doanh. Mời mọi người xem. Mồi quá, mồi quá. Sao các bạn? Em chốt luôn với anh luôn, cái người này hát hay. Tại sao? Số mấy cái đã, số mấy cái đã. Hả? Anh đang nói số mấy? Số 3. Dạ. Chứ đừng, tự nhiên nó nói một hồi cái nó quay lại nói nãy em nói số 2 là chết á. Sao hay? Số 3 sao hay? À, tại vì hồi đó giờ, hồi lúc mà đi học á, em có đi hát karaoke chung với mấy nhỏ bạn. Ừ. Mà hồi nãy em nhìn cái hình trên đó, cái khuôn mặt, cái dòm miệng, nói chung là cái mặt, khuôn mặt đó đó. Ừ. Là cái kiểu đó là hát hay, với lại nghe cái chữ dứa gì hồi nãy đó. Dứa. Dứa à. Em cảm giác nó dày lắm. Dày, dứa dày. 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 Giọng dày, cao. Ok, bây giờ thế này. Chúng ta hãy nhìn cái cách của đứng. Rất nhiều chướng ngại vật. Từ đầu, tóc, bên hông, ba sườn, bẹn và cả xương chậu của cô ta. Thế nhưng cô ta vẫn giữ tư thế rất tốt. Đó là một người biết control. Yeah. Đứng trên sân khấu biết cách tương tác với vấn đề. Cái thứ hai, cầm một cái bảng dạy không phải dễ dàng. Rất mỏi nách nhưng cô ấy không di chuyển. Có nghĩa là cái người vẫn biết control, vẫn là control. Cái thứ ba, cô ấy cột tóc rất cao, rất sát. Thường em để ý những người lên sân khấu biết cách lên sân khấu mới cột cái kiểu mà sát dựng ngược lên như vậy, để cho sáng cái mặt. Đúng, như kiểu tóc của Đoan Trang, Thu Minh. Yeah, that's it. Đó là những người mà cột tóc cao ngược lên là chuyên gia hát đen hồi mình. Làm cái chiêu này nè. Em hơi nhức đầu chút xíu. Cái thứ ba, hãy nhìn mớ dây chuyền mà nó mang cái hình tượng nhà hàng tiệc cưới của cô ta đeo đi. Yeah, thường chúng ta chỉ thấy những loại long lanh như vậy ở các buổi tiệc cưới. Cô này chắc chắn có thể là một lát cô sẽ ra trình diễn, hát một cái gì đó nhạc sôi động. Sam không nghĩ rằng là với những cái trang phục và phụ kiện này là của chương trình cung cấp cho bạn ấy. Dạ không, của cô ấy. Rõ ràng cái bông tai nè, cái phụ kiện đó là của cô ấy. Tại vì chương trình không có đầu tư mà sắm nguyên bộ đó đâu anh. Cái bộ đó cũng mắc tiền dữ lắm, là phải đồ của người ta. Mà em để ý không, cô này có một cái coi như là có mũi rất mũi và môi rất môi. Môi. Yeah. Môi rất môi và mũi rất mũi. Tức là nét nào ra nét đó đó hả? Dạ, rất mũi và rất bén, môi. Bén à. Dân gian ta dùng từ bén. Bén. Yes. Bén. Yes. Bén. Yes. You know. Yeah, bén. Anh ơi, lúc nãy em không hiểu anh. Yeah. Yeah. Bén. Ok. Sao không hay? Sao không hay? Cô này không bao giờ hay được. Sao vậy anh? Cô này hát vui thôi. Sao anh chắc? Tại vì mọi cái sao nó dở, nó dễ dàng quá. Đúng vậy. Trời ơi, trời. Làm gì có chuyện mà ban biên tập mà dựng lên một cái như vậy để cho chúng đánh lừa chúng ta. Không. Cô này nếu mà hát hay là cô sẽ xin thôi để cho mặc bộ đồ này để cho đẹp lên sóng truyền hình. Nhưng mà cô chắc chắn là cô đòi mấy cái rế này nè để gắn lên người cổ cho mọi người nhìn vô. Cô này nè, có thể chúng ta nhìn cổ thì mình nghĩ không may, nhưng mà cô này là cái dạng dòng nhạc này nè. Đã không yêu thì thôi em gặp nhau làm chi. Đó. Yeah. Cô này không hay được. Đứng dưới nói được rồi, cứ tràn ở đây đứng làm chi, lắp hình anh hả Thành. Em biết rằng bây giờ em không phải như cái mùa một nữa. Em đứng một cái là nó choáng hết cái micro, ý lộn cái camera. Em có thể đứng che Miu Lê, em đồng ý. Nhưng không bao giờ che hết mớ thịt của anh đâu. Vẫn che được, mới là vấn đề đau đớn của anh đây nè. Không hay, em nhận định cô này không hay. Em nghĩ đây chị này là cực phẩm của chương trình ngày hôm nay nha. Kiểu vừa đẹp vừa hát hay đó. Em nghĩ vậy. Cực phẩm như vậy thì hiếm lắm em ạ. Vậy hả anh? Từ đó đến giờ 5 mùa rồi, hiếm có những cực phẩm như vậy lắm. Vậy thì sẽ là hát dở banh chành đó. Đúng ạ. Chỉ có hai hướng thôi. Ủa trời ơi, chương trình này luôn có hai hướng mà. Hai hướng mà đâu có. Một là hay dở thôi. Rồi tạm thời để đó. Tiếp theo, canh bạn mà nãy giờ mình thấy mình thương cảm cho anh Khi phải quấn một cái mền rất là dài,
nước là nguồn sống. Công việc của bạn ấy là gì? Thất nghiệp. Hả? Mời mọi người xem. Trời trời. Ông thất nghiệp, chơi bắn bi, chơi bún thùng, chơi tạc lon vậy thôi. Bạn này cạo chân mày, mà cạo đó là cạo có chủ đích, cạo fashion, chứ không phải là do nhiều khi gọt trái cây phơ lên, không phải, không có, cạo fashion. Nhiều bạn trẻ bây giờ cũng làm cái đó mà Thành. Mặt rất tự tin, nhưng là tự tin theo kiểu rapper nhiều hơn. Underground. Mà thường rapper hình như không phải ai cũng hát hay. Nước ơi, em có thể quay đầu giùm anh một cái thử được không? Bình thường người ta có một câu người ta hay nói là quay đầu là hip hop. Thì nếu như... Anh tưởng em nói cái câu quay đầu là bờ chứ. Ngồi nghe nãy giờ luôn á. Thì em muốn thử coi là bạn này có biết gì về hip hop không, nên em thử bằng cách đó là bạn quay đầu. Em ơi, nói vậy thì ai cũng có thể là hip hop được à? Không, nhưng mà nếu như là dân tập nhảy á, thì cái cách quay đầu của họ sẽ rất là chính xác. Không, Lu Hoàng ơi, bạn đó giả vờ không biết quay. Rõ ràng là giả vờ, tại vì cách quay rất là hờ hững, kiểu là cho có để cho qua chuyện á. Em tức thằng Lu này quá đi anh nghĩa. Sao cưng, tức sao cưng? Lu quăng miếng rớt á. Em bé nói thiệt mà chứ có quăng miếng gì đâu. Thật ra là chưa rớt cho tới khi mà em nói rớt. Em nói cho khán giả mới biết á, chứ nãy giờ khán giả cho quà đó. Là cho quà đó. Không, em biết là trong đầu anh Giang nãy giờ khó chịu lắm rồi đó. Giờ kéo Trường Giang vào cuộc luôn. Ủa, anh đâu có chịu em. Anh bình thường mà. Thằng bé nó sâu sắc ở cái chuyện là chỉ cần một cú quay đầu là dẫn hip hop quay khác và dân thường quay khác. Thằng bé nó dựa cho đó để coi thử có phải là ca sĩ không. Anh ơi, nó có quăng những cái miếng mà nó rớt, nó phải rớt anh, nó thấm vào đất luôn anh. Nó thấm sâu vào lòng đất nha anh. Thấm sâu vào lòng đất chứ cũng không phải là rớt trên bề mặt đâu. Mình là gì của nhau? Không là gì nữa hết, tức rồi. Không là gì nữa hết, chỉ vì rớt miếng là không chơi với nhau luôn. Đâu thầy mà miếng nó không có biết. Dạ. Em cứu lại chương trình coi. Nói lại cái gì đó cho nó lên lại coi. Lên lại nè. Miếng nó rớt thấm đất rồi, bây giờ làm sao em vớt lên coi nè. Nhận xét bạn này. Móc miếng lên. Trời ơi, mấy anh chị cứ làm vậy rồi áp lực em là nhỏ lắm á. Em là nhỏ hơn bằng Lu á. Ủa, mới nói Lu nhỏ hơn em. Em mới nói tức thì Lu nó nhỏ hơn em. Quên, ý là em cũng nhỏ. Nè, anh Giang nè, anh La Thành nè, chị Sam nè, anh Xin nè. Ai cũng lớn, tự nhiên mọi người cứ nói là nói cái gì cho mát mặt, nói cái gì để tăng bước chương trình. Ok, rồi nói lại nè, nói gì cho ngu mặt đi em. Nói gì cho mất mặt đi. Mất mặt nói gì cho mất mặt đi cưng. Mất đó? Mặt hả? Em nhìn bạn này rất là giống Will trong nhóm 365 nha. Cái này đúng nha. Đúng không anh? Không. Will. Will anh. Đây giống gì đâu. Ồ, giống Will. Will lúc gầy nha. Nhìn cái bền, cái dạ ngang á, gương mặt. Anh Giang ơi, anh ngồi đó anh không thấy. Em ngồi đây là Will không nè. Giang Giang, qua đây thử coi. Cái góc của Miu nè. Anh qua đây giống của Will không? Will 365. Không giống nha. Ủa vậy hả? Bé anh quên em được. Không có Will gì đây hết nha. Ủa anh không thấy giống hả? Quéo, không có Will. Quéo hả? Quéo. Em thấy bạn này hát hay. Vậy em biết chắc luôn. Nếu như không phải thì cuối chương trình mấy anh chị phạt em đi. Phạt cỡ nào cũng được hết. Bây giờ nó bắt bao nhiêu. Dạ, bạn này là gà của chương trình. Em chắc luôn. Gà luôn. Còn biết luôn gà luôn đó hả? Gà. Sau chương trình này là đề bút. Em xua. Phải không? Là bút lên luôn. Anh ơi, anh chưa coi game show em chơi rồi. Sao số này? Nếu anh không tin anh cứ hỏi anh Thành. Em đoán gì là có nấy. Anh đâu biết gì đâu mà hỏi anh. Em đoán gì là đúng nấy. Thôi đúng. tin lại nãy giờ đó hai người đó. Thôi tin nó đi, tin nó đi. Tin đi cho Miu nó vui. Đây, qua bên đây đi. Hãy tái chế tôi. Cô gái này làm công việc gì đây? Muay Thái, võ sĩ. Hả?
Bà này là bài hát ngon lắm á. Đúng ngon rồi, ngon, ngon. Ngon theo ngon kiểu gì? Nào anh ngon hát gì? Cười tới sáng luôn. Em nghĩ bạn này biết hát. Tại vì trong cái clip á, bạn này diễn dụng về quá. Không có giống võ sĩ. Bạn ấy có phải diễn viên đâu. Em đâu biết đâu. Hôm nay cái đội tôi sao ta? Em là số đầu tiên chơi nên em không có hiểu nhiều quá, không có rành nhiều quá anh. Chỉ cần biết hát hay dở thôi. Thì đó, em nói bạn này là biết hát, hát hay. Anh cũng vậy. Ẩn sau cái sự ngây ngô, cái dáng ngồi không tự tin trước ống kính là một giọng hát mượt mà. Không hiểu sao mà em có cái linh tính ngộ lắm. Em chỉ cần nhìn cái khuôn mặt người đó thôi nha, là em cảm nhận được người đó biết hát không biết hát luôn á. Vậy em nhìn Sam em đoán thử coi Thành. Sam hát rất dở luôn. Lát nữa cái gì anh chưa nhìn nữa, anh chưa nhìn luôn anh Thành. Chưa nhìn luôn á mà anh đã nói rồi. Có Miu Lê hát hay nè. Anh em hát sao? Tuyệt. Hát đầu cho nghe đi. Anh nói bài gì? Yêu đi, yêu đi, yêu đi. Xin đừng bỏ em ở lại, xin đừng dập tắt đi. Nỗi nhớ theo em, theo em, theo em đến cuối cuộc đời. Yêu là chẳng lẽ điều gì, yêu là chẳng tiếc chi. Dù mai nếu sau cơn mưa kia em sẽ đơn đau thật nhiều, nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo, vì trái tim em không ai chẳng sẽ ngừng đập. Càng làm vậy là Thành càng mê em hơn. Không, nhưng mà cái bài đó là Miu hát cho ai? Rõ ràng, tại vì hồi nãy chị thấy là cái ánh mắt em lướt qua bên kia mà nhìn nó cũng loạn choạng lắm. Em bị lé, em bị lé. Duyên vậy. Em có nuôi con bull pháp á, mà hồi mới về nó lé sơ sơ anh. Mà cái tay em nuôi là ai là lé hay sao á. Trời, bây giờ con mắt nó lé ngược ra ngoài đây nè anh. Em sợ. Trời, nó lé mà hai con kéo ra đây nè. Cái đó là mình nuôi thôi hay là mình ngồi kế bên? Không, anh Thành chuẩn lắm, cái gì cũng chuẩn hết á, ngay ngắn đàng hoàng. Ngay ngắn, ngay ngắn là cái gì? Nó nói mà tôi cũng dám sống luôn. Chứ giống như kiểu mình sống khai gì là chết chứ đó. Anh, nãy giờ em quên anh cho em nói này nha. Nói gì? Anh Thành ơi. Dạ. Alo, anh La Thành. Anh La Thành. Anh nghe nè. Anh ok em đúng không? Tí ví dụ mà em có chọn sai anh đóng giùm em 2 triệu nha. Chết rồi chưa? Thành ơi, yêu là một quán Thành ơi. Rồi, bây giờ tiếp nào. Chúng ta qua bàn số 6 nha. Lá phổi xanh của trái đất. Nghề nghiệp của bạn ấy là đầu bếp. Nhà hàng đâu nhìn hấp dẫn quá. Hình như là món chai hay không ta? Món chai đó. Không hay nha. Em cũng nghĩ không hay. Bạn này chỉ hát vui thôi. Gương mặt sáng sủa đẹp trai mà. Không. Bạn này tôi cũng đang hoài nghi là hát có vui hay không nữa đi nè. Như vậy là Thành cũng nghĩ là bạn này sẽ hát không hay. Chắc chắn rồi đó, lấy cái cây tre nữa, cái mặt không cách nào hát hay được. Em cũng nghĩ không hay. Tại vì như mọi người thấy, không phải là một cái sự vô tình của chương trình. Cho anh ấy mặc một cái bộ đồ rất là nhiều lá xanh. Trong cái đoạn clip anh ấy mặc một cái bộ đồ nấu bếp màu xanh lá. Và nguyên một cái nhà hàng ở đằng sau cũng là màu toàn là lá xanh. Lá xanh, xanh lá, xanh lá là xa lánh. Có nghĩa là anh hát là mọi người xa lánh hết. Hay vậy ta. Chị xuất ơi. Sắc con em tôi không chị, kích. Chị phong thủy gì mà sắc. Không thiệt. Miếng này. Nghe nó. Miếng nói. Này bay lên nha anh. Nào bay. Nhóm tôi là nhóm trí tuệ, xin lỗi mấy anh chị. Ừ, người ta cũng chơi chữ mà coi người ta này luôn. Ủa, anh biết con hậm hực cái chuyện đó tới giờ anh biết. Ủa mà Miu anh nói nè, phải chi Lưu Hoàng á, nó chung đội với em thì em hậm hực được, tội người ta mà. Dạ, tại thân dữ lắm cho nên em tức. Vậy hả? Dạ. Được chứ. Chứ nếu mà người không thân thì em để trong bụng thôi, em nói ra nó vô duyên. La Thành,
là thành sao là nào cái tình cảm bạn không được đáp trả bằng bạn buồn gì phải không? Không có, Thành đang tập trung suy nghĩ về cái người này. Hay là anh xử ví dụ 2 triệu? Miu à, em đừng có lợi dụng vào cái sự gọi là mến mồm của em để em đẩy nó vào một tình huống khó, bắt người ta không quay đầu được. Nhỏ đang mến mồm cách trong sáng, em làm nó mến mồm tiêu cực luôn rồi. Không, nhưng mà anh chưa bao giờ nghĩ em một cái gì gọi là tiêu cực hết. Dạ vậy thì cứ đóng 2 triệu giúp em nha. Anh đỡ anh chi vậy, vẫn kiên quyết đòi đóng 2 triệu giùm. À, là Thành nói gì về mơ lá đó? Thật sự là Thành nghĩ mọi người nghĩ bị nhiều. Chương trình này có những cái gì là Thành hiểu rồi. Hiểu rồi. Nó sẽ có những cái gọi là dấu chút chắc chục chặt xích sắc này kia. Và có những cái mà mình nhìn vô là biết gợi ý của chương trình là người này hát hay. Em nghĩ sao mà cho rằng bài hát hay? Anh, lá phổi xanh của trái đất. Mình là một ca sĩ đó là phổi phải khỏe. Gợi ý của chương trình. Phổi tốt phổi nữa thì hát mới hay. Dạ, em nghĩ là hát hay. Bạn thấy được 1, bạn thấy được 10. Lá phổi xanh của trái đất. Thường cái thứ mà nó bệnh hoạn nó mới xanh. Lá phổi xanh nó bệnh hoạn. Đâu là lá phổi xanh là khỏe. Đúng rồi, lá phổi xanh là nói về môi trường. Là khỏe đó. Với trái đất thì xanh là tốt. Với con người mặt xanh sao là xuống. Hiểu không? Chương trình gài cho đó bạn không để ý. Lá phổi xanh, xanh sao, tuột dốc. Không, Thành vẫn nghĩ là có một cái lý do gì đó mới cầm cái bảng đó. Chứ đâu có vô tình trùng hợp được. Mỗi người cứ nghĩ cái lý do là 7 người đều cầm bảng các bạn. Đây. Tiếp theo, chúng ta đến với anh bạn số 7, xin đừng hoang phí. Bạn ấy làm công việc photocopy. Dạ, mẹ không biết phải làm sao để có tiền để cho mà photo cho con cái bạn tốt nghiệp. Ôi ôi, thấy thương không? Cô đó đó, chủ tiệm photocopy đó. Em nghĩ là dở đó nha. Sao vậy? Không biết âm thanh phát ra em nghe có dấu hiệu của Sukana nha anh. Sukana, ok. Nãy giờ anh thấy đội em á, hình như dòm hết 3 bạn bên cái mé này đều cho là dở hết rồi đó. Ủa? Cái khu đó đắc địa. Anh nghĩ em mà. Nghĩ sao? Mà chương trình sắp xếp cả 3 người hát dở đứng kế nhau. Bạn này là cái bạn mà biết về mà cái mặt rất là make up ha. Quần áo giày dép cũng đẹp ha. Nhưng mà hát không hay ha. Sao thế vậy? Sao cái cảm giác mình hát không hay? Gương mặt sáng láng, thông minh mà. Tôi lại nghĩ là riêng bạn này lại hát hay. Ừ. Thì bạn này á, thực ra là bạn không diễn, bạn không cố tình. Là tại vì bạn không biết diễn. Là tại vì bạn là cái người hát hay, mấy người mà ta hát thì người ta diễn được. Đúng. Em nghĩ là cái bản này không phải tự nhiên mà nó xuất hiện ở đây. Thì những cái xin đừng hoang phí. Giống như là nếu như mình chọn sai thì nó sẽ là một cái gì đó rất là... Hay quá luôn, nãy gì quá luôn, nãy gì. Rớt dòng vàng. Ủa, đó, xin đừng hoang phí. Xíu qua cái gì vậy? Mở cái rớt cái gì rồi? Dòng vàng của ai vậy? Quá ai. Trời ơi, nghệ sĩ đeo accessory vỗ đánh tay cái gãi luôn nè. Của ai vậy? Của ai vậy? Lưu Hoàng nghĩ đi, không lẽ La Thành nó đi đeo accessory? Chỉ có mấy thứ nó làm ca sĩ nó mới đeo rồi chỗ diễn. Nè, nhà trẻ bộ này 22, 23 vỗ tay. Nó là điềm đó anh, nó là điềm đó. Như vậy là bạn này là cũng có những người ý kiến trái ngược nhau đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ hợp ý, hội ý với nhau. Sau đó sẽ chọn ra một người mà hát không hay. 30 giây bắt đầu. Ừ, hát hay thì mình loại. Đi số 2 hay nha, số 2 hay. Số 2 hay. Số 3 hay. Số 3 là hát hay đó. Dòng bắt đầu số 3, số 2, 3, số 2, 3, số 3. Số 4 số 5 nhìn chị giác hay đó nha. Cũng không vô vấn đề. Em cũng nghĩ số 5 hay rồi. Ở Bi Bolero đó. Số 3 là hát hay đó. Hậu đảm luôn. Hết giờ. Giây phút quan trọng đã đến. Đội của Trấn Thành, các bạn chọn số mấy? Dạ thưa anh. Em không chọn, Miu Lê chọn. Ủa sao vậy chị? Để biết ai đóng tiền. Ủa nói vậy chi vậy? Em người đóng giùm Miu. Ủa nói vậy chi vậy? Dạo mà chị chơi kỳ quá. Thì ai chọn thì người đó nói đi. Hả? Làm riêng mà không dám phát biểu.
Chợ nói mà cái hai đứa nó quay qua nó anh Thành dọn hết cái mình em đóng 6 triệu thế. Gia đình em là những người mà hướng về sự chân lý, tuyệt đối không bừa bãi để gặp tên những cái người mà có ích cho chương trình. Hãy tái chế tôi là sao? Sử dụng lại, đừng loại sớm, sử dụng lại đi. Vòng 1 cũng được thì vòng 2 hạn chế sử dụng tôi nè. Tôi nói với thầy là cái bãi này có vấn đề. Hạn chế sử dụng tôi, nó cho mình biết thông điệp, đừng đụng vô chị ba nha. Ủa sao nãy nó hát hay? Ủa đội tôi có chiến thuật của đội tôi chứ bạn làm sao vậy? Thấy không, hạn chế sử dụng tôi là gì? Ê đừng đụng chị ba nha, chị ba hát banh đạp cho nghe nha. Ủa nói vậy còn hãy ăn tôi chứ hát còn ghê hơn nữa hả? Có nghĩa là ngon, ăn ngon á. Ngon là hả? Sẽ ăn Sam. Ăn Sam. Ngon. Ăn Sam. Ăn Sam. Ăn Sam kìa. Ăn Sam. Ý là anh nói ăn Sam, hát ăn Sam với cà sĩ. Đúng rồi. Cái ý bạn là vậy. Cho nên hiện nay em nghĩ rằng là khu vực khả nghi em sẽ được dành cho lùm xanh và lùm màu. Em cũng thích hoặc 1 hoặc 6. Anh thấy sao? Chị xem. Mình chọn đi, mình chọn đi. Mình chọn đi, mình lấy số đông. Chị giống em á. Chị giống em. Mình làm việc vậy không được em. Mình lấy một đi để anh đội trưởng, anh quyết đi anh. Ừ anh quyết anh đi. Anh đã quyết cái rào rồi. Chuẩn bị sẵn luôn. Ok, mấy em. Các em hay lắm. Ok. Anh ơi. Số 1 có diện quá. Anh tự tin quá. Chắc ngó đó. Số 1 tự tin quá để lại cho coi vòng 2 như thế nào. Nó đó. Nhiều cái nó đó. Số 1 à. Nó làm dữ rồi nó đó. Số 1. Hạn chế sử dụng tôi. Dạ. Nó biểu sao em làm y thinh vậy? Em dám cãi. Tội nghiệp các bạn ấy, biên tập đưa nào thì cầm cái đó thôi. Còn đội Giang. Hôm nay là một cái tập rất là hay, là có một cái chủ đề rõ ràng mà cái thông điệp này là hiện tại cả thế giới đều phải nhìn về nó một cách kỹ càng. Thân thiện với môi trường là vị trí số 3 đúng không? Thân thiện với môi trường bả là chủ đề chính luôn á. Đó, bà cầm cái bảng đó, bà là chùm của Quyên đó. Số 3 em thấy sao Lu? Số 3 em thấy không thân thiện lắm. Không thân thiện lắm hả? Chắc là hát dở á. Em quan sát hết bố cục cấu trúc của các bạn đứng nãy giờ em phát hiện một điều. À, điều gì? Cái bạn mà cái tấm mền dòng lứa của người ta em ơi, em nói hồi tấm ra giường. Cái bạn nguồn sống á, bạn đó không có đứng trên cái bục nào hết. Ở đây có số 1, 2, 3 nè, tới bạn nó không có nè. Có mà bị che lại á. Liên quan gì tới giọng hát Thanh? Nó là một cái gì đó đánh dấu hiệu cho La mình. La Thành, cái bục số 1 nằm dưới nè. Thấy sáng đèn không? Số 4. À số 4 á, thấy sáng đèn không? À vậy là em dự đoán sai rồi. Như vậy các bạn đã có sự lựa chọn của mình, số 1 và số 3. Mời em gái số 1 hát trước nha. Bạn này nhịp bị trễ. Tiết chế ở trong giọng hát thì hát không thể nào hay được. Tuy nhiên, mặt sáng thiệt, mặt này là mặt thông minh. Không thể hay được. Chị đang muốn lời nổi tiếng nào? Chị đang muốn lời nổi tiếng nào? Chị đang muốn lời nổi tiếng nào? Một bờ đôi ông treo nhau nụ hôn. Chúc em với ai em đi ăn dài. Nhận ra tao chỉ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chu Cà Mau nữa. Cảm ơn, cảm ơn mấy em vũ công. Mấy đứa yêu nghề lắm phải không? Mấy đứa yêu nghề lắm, cảm ơn mấy đứa nghe. Anh ơi, người đàn bà hóa đá rồi kìa. Xả cầm cái lực nữa. Xả giá. Xin chào anh. Trời ơi, sao trở lại cái thái độ sang chảnh vậy đó hả? Mà hồi nãy hát bài gì vậy Cưng? Không biết, thấy Nhi đang nghe lộn vậy đó. I'm still loving you của Hương Tràm. Trời đất ơi, cái bài đó đó hả? Trời ơi trời, không nói là không biết luôn đó. Không nói là không biết đó. Miu Lê, để đẹp được như vậy là phải tập đã. Phải tập rất nhiều. Một ngày em chỉ bỏ ra 3 lần nhảy đúng bài đó, la cỡ đó. Em không ốm, anh con em. Dạ, em xin được chào anh Đại Nghĩa, anh Trấn Thành và anh Trường Giang, cùng quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Phạm Lụa, hiện đang là sinh viên của trường Đại học Văn Lang. Phạm Lụa? Dạ đúng rồi. Chiên bé nó bung lụa hết sảy luôn rồi đó. Là Thành ơi, anh đánh rơi người yêu này. Thời tới cản nổi. Quan trọng là La Thành đánh rơi được có muốn nhặt lại không? Anh La Thành, anh nhớ nha, anh nhớ nha, anh nhớ nha. Có gì đâu, ôm cứu bà con rồi. Rồi, chắc em không thể rồi. Chắc em không thể. Không sao đâu, mình thân thiện thôi. Nghe lũ hoa không? Không gì đâu, ôm cứu bà con thôi. Lụa tới đây, lụa. Dạ, nhớ tên em, mừng quá. La Thành nhớ nha, La Thành nhớ nha, La Thành không, nhớ nha. Không, anh kiểu như là vậy thôi chứ đâu phải là ôm ấp kia. Cảm ơn em. Ủa, ơi, em là gì của người ta? Giờ em sao? Con gái nó dạy anh, nó không thích, nó cũng muốn sở hữu à anh. Ghê, ghê, ghê. Cảm ơn em đã đến với chương trình, chào em. Cảm ơn anh chị ạ. Bye bye. Vô. Lo lắm em. Lo. Lo chứ. Em nghi hát hay thiệt, anh Giang thiệt. Trời, em ơi, anh cũng nghi mà. Muộn rồi. Mời em gái số 3 ra đây hát cho mọi người nghe. Giờ miệng là cái kiểu đó là hát hay với giữ tư thế rất tốt. Đó là một người biết control. Làm gì có chuyện mà vai biên tập mà dựng lên một cái như vậy để cho chúng đánh lừa chúng ta. Không. Phút chốc mỗi khi em đến gần, kể chẳng còn cũng giữ nhau bè. Phút chốc mỗi khi em đến gần, kể chẳng còn cũng giữ nhau bè. Mỗi khi em đến gần, thì chẳng còn cứ giữ nhau bè. Phút chốc mỗi khi em ngước nhìn, thì
Ai? Anh Nghĩa. Ai? Anh Nghĩa. Anh Nghĩa. Anh Nghĩa. Anh Nghĩa. Anh Nghĩa. Anh Nghĩa. Đây thiếu cái gì? Anh Nghĩa. Sao? Anh có nghe âm thanh gì không? Âm thanh gì em? Hai triệu, hai triệu, hai triệu, hai triệu, hai triệu, hai triệu, hai triệu. Kính thưa quý vị, hồi nãy Lưu Hoàng trước khi chọn số 3, Lưu Hoàng có nói chuyện với tôi. Anh hãy chọn số 3 cho em. Hỏi là vì sao? Khả năng hát hay có. Vì với con mắt nghề nghiệp của em biết cô này hát hay và em muốn nghe cô ấy hát riêng một mình. Lưu Hoàng nói là em muốn nghe cô này hát riêng một mình, bởi vì nếu để lát nữa thì sẽ hát chung, không nghe được trọn vẹn bài riêng của ấy. Và anh cứ chọn đi, tiền em không thiếu. À, cái này là bán cái rồi nè. Hoàng nó gật mà nó kiểu ngại giùm luôn. Và Lưu Hoàng còn nói: anh ơi, cô này không phải là người thường đâu, cô này là có đi hát. Em nhìn cặp đùi em biết có đi hát. Ủa mà mắc gì cặp đùi người ta rồi nói thì cặp đùi là sao? Khỏe em, nhảy gì khỏe. Trời ơi, vậy thì ai lại cặp đùi của em? Cái gì vậy Miu? Miu lê, bình tĩnh. Có vẻ em hát hay đó. Không mà anh nói thiệt nha, tại hồi nãy em nhớ không, anh có nói là anh biết em hát hay. Anh còn nói mà em trong đầu, trong tâm anh á là chọn số 4 chứ không phải là em. Nhưng mà tại do anh Giang chọn nhanh quá, bà không kịp. Không phải, Lưu Hoàng, Lưu Hoàng chọn, chọn. Vì muốn nghe cô ấy hát thì không thành vấn đề. À, mấy cái người đàn ông vậy nè anh Nghĩa, làm cho người ta tổn thương hết rồi, đúng không? Không yêu người ta nữa hay nói như nè: chắc là anh không đủ tốt với em, thôi em phải chọn người khác đi. Trời, hay cái vụ đó lắm. Đâu phải ai cũng tốt như anh Thành của em chứ. Em sống em hấp lực quá. Em giới thiệu về mình trước đi cái đã. Lời nói đầu tiên cho phép em xin gửi đến lời chào đến anh Đại Nghĩa, anh Trường Giang, anh Chiến Thành, bốn anh chị khách mời ở đây, khán giả trường quay và khán giả đài xem chương trình. Em tên là Bảo Ngọc, hiện tại em đang là ca sĩ trực thuộc tại công ty V80 Production. Wow. Đây, cái người mà đã loại em á, bù sẽ đắp lên đây bù đắp thiệt hại tinh thần cho em. Ê, đâu phải có tiền nó muốn chọn sao chọn. Ủa, trở mặt rồi hả Giang? Ừ, trở mặt cho em là luôn. Hai chịu chịu chịu. Dạ em cảm ơn rất nhiều vì đã chọn sai. Cảm ơn Lưu Hoàng và cảm ơn Bảo Ngọc đã đến với chương trình này. Bye. Chào em. Bye. Em chào anh chị ạ. Em chào khán giả. Em chào anh. Hãy cùng đến với vòng thi thứ hai, vòng siêu diễn. Dòng ai dòng ai. Thục Quanh ơi, giờ này em đang ở nơi đâu? Trời ơi, ông đi tìm người. Ông đi tìm người. Anh Hà, anh nhìn kịp không? Có một mình anh đó. Vụ án mạng người, Quanh ơi em ở đâu đó? Thục Quanh ơi, giờ này em đang ở đâu? Tôi bị mù. Tình huống hợp lý, đúng không? Đi tìm người mà, cho nên phải xuống đám đông để hỏi. Chứ trên đây có mấy người sao hỏi được. Người ta cái tuồng là vụ án Mã Ngu đúng không? Cái vụ án vừa rồi là vụ án Mã Quy. Mã Quy. Thằng này nó quỷ ma nè. Nha. 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 Cười gì mà coi. Ngân hết em ơi. Nhưng mà sao có một mình em nhìn thấy bạn ấy ở góc bây đó. Giờ là chỉ có một mình anh mới biết nên luôn á. Nên that's why. Riêng em giấu cho riêng em biết. Cười kìa, cười vậy là biết đã cười mất cười phải không? Cười thì cười lên. Tự nhiên cái vậy đó, cái ngứa mặt lên cái ngồi cái trật cổ này đó. Nè cười tới tá thế chứ. Chịu sao nổi, xì ra nè. Xì nè, xì nè. Đó, ráng rướng ra cái cục trái cổ nè. Đó, cái ngạnh lồi ra. Không, đó. Bé không cười. Sao kiên cười định được? Không cười. Đang ghìm. Em không biết sao chứ chương trình này em chơi càng chơi em càng bị mụ đầu á anh. Trời em ơi, có nhiều khách mời chơi xong về nhập viện luôn đó em. Lúc đầu em nghĩ là không hay, nhưng mà bây giờ hồi nãy lúc mà đi ra á, em nhìn cái dáng mà lướt một hai cái là có nhịp trong người lắm. Cái dáng cái chân á là bình thường người không nhịp là lướt khác, còn là lướt đàng hoàng lắm nha. Là biết hát á. Bạn này bạn giấu cái cụ nghệ kỹ quá, kiếm giấu cụ nghệ. Em có củ nghệ bạn, chắc là bạn vẫn hát dở. Vẫn hát dở. Hồi nãy em nói là người ta có củ nghệ là nghệ sĩ hát hay. Nói chung là đã diễn không hay còn quay lưng với nghệ sĩ nữa. Loại. Cái khuôn mặt bạn này hát hay. Mặt chữ điền. Ủa em. Mặt chữ điền là mặt làm bất động sản không ơi? Đúng rồi. Mặt chữ điền ta mua đất.
trai mặc chưa điền ca hay. Vậy thì bây giờ mình cứ tạm để bạn này lại nha. Tiếp theo, bạn nước là nguồn sống. Nãy mọi người đều cho rằng bạn này có thể là underground hoặc là rap gì đó đúng không? Mời em ra đây, siêu diễn của em, bắt đầu. Nó cỡ được cái miếng ra nó mừng muốn chết. Đại dương mênh mông ơi, hỡi em ở đâu? Trời xanh bao la ơi, có thấy bóng em? Oh, đúng ý của các em rồi đó. Nãy nói có thể bạn này là rap, mà vũ quá văn cá tùm lum. Không có cái nào gọi là vô tình hết. Đúng vậy, mọi thứ đều có sự sắp xếp. Stan, you see bạn rất nhịp. Hát dở. Tôi khẳng định với thầy luôn. Rất nhịp, hát dở. Trong đó chỉ có ba cái nhịp là của nó thôi. Có một miếng của con Lưu Hoàng hồi nãy đó. Rất hát dở đó. Bốn con cá ra rồi bây giờ nhận định ta hát rất nhịp, tội nghiệp nhỏ quá. Không đơn giản đâu anh, tại sao đứa bốn cá tại đứng ngay một số 4 là có gợi ý của chương trình. Trời hết tất cả đều có, tất cả có sắp đặt của bên chơi công ty hết. Có gắm rồi. Anh ơi, cái này mà anh biết sao không, đó là bề trên chỉ mình đó. Em nghĩ là mọi người đừng có đem vô cái chuyện gọi là hát mà không khớp với nhạc nha. Đúng tại rồi. Vì còn những yếu tố xung quanh nữa. Đúng rồi. Khói lạnh, 4-5 người vũ là gió nó luồn từ dưới luồn lên là không có giữ được bản lĩnh, là không có nhép đúng đâu. Tạm gác lại đó. Mà nãy giờ nói cái mặt hằng học lắm. Không tại vui. Giận chứ, tự nhiên nhận xét người ta là hát rất dịp, chăn bốn cá ra kêu rồi, rất rồi, dịp. Rồi, vậy thì nói nghe nè, nói chung là tâm lý không ổn định, giận dỗi người chơi, loại. Trên cái mặt quan hỷ lên kênh, mặt quan hỷ lên. Số 5, em gái hãy tái chế tôi, mời em. Ngồi nhìn chiếc lá, ngồi nhìn chiếc lá có 4 từ một thôi. Có 4 từ thôi. Anh nghĩ mấy cho coi số 6 luôn được không? Chi vậy? À, số 5 đó, em đủ rồi đó. Các bạn số 5 này cũng không cần nhép luôn cũng biết rồi. Dạ. Bà đi thôi là biết bà ở đâu rồi. Này hơi hồi hộp đúng không anh? Hơi kiểu hơi hợt á. Môi bị mỏi á. Từ đầu chương trình tới bây giờ, người ta chờ đợi người ta mệt chứ. Vậy hả anh? Ừ. Chứ nếu mà cái người mà đã hay, cho dù mệt cách mấy cái bản năng người ta là người ta mở cái miệng bự lắm, mở mình cũng thông cảm cho mấy bạn. Em thật mình phải thông cảm. Thí dụ mà chờ mệt thì thôi, loại lẹ cho ta đi về ta nghỉ nha. Ừ, thôi mình thông cảm cho người ta. Thôi được rồi, tạm thời đi, ngừng lại. Để coi bằng số 6 cái đã nha. Nãy Thành đang rất muốn coi bằng số 6 của bạn thể hiện như thế nào phải không? Mê lắm. Mời lùm cây số 6 ra đây. Mời lá phổi. Để gió cuốn đi. Để gió cuốn đi. Bà kia thì ngồi nhìn chiếc lá, bà này để gió cuốn đi. Em xin thưa với anh rằng sao? Nếu đã có một người hát cực dở thì kế bên phải là một người hát cực hay. Bạn số 6 hồi nãy, vòng 1 em nói bà hát dở đúng không? Sửa lại nha, thay đổi suy nghĩ rồi nha. Bà này hát hay nha. Nếu vậy mình có dám mình dụng quyền mình chọn bằng đó luôn không? Để cho bên kia khỏi loại. Hát là miêu lê, em nó sẽ chọn. Nhưng em chỉ báo cho em nó biết như thế nào, tình hình cục diện đất đai sao, chỗ nào quy hoạch, chỗ nào thổ cư, chỗ nào nông nghiệp thôi. Thành. Dạ. Hãy nói cho mọi người biết điều bí ẩn. Em thì thích quan sát cái hành động trực tiếp với sân khấu hơn. Dạ. Cái bạn này là biết hát. Ai ai ai, bạn nào? Cái bạn cây lùm cây nè. Lá phổi đó. Bạn số 6 á là biết hát. Ủa sao bây giờ mọi người thay đổi hết vậy đó? Tại vì cái ánh nét hồi nãy ngộ lắm anh. Anh nhìn biết liền là đang cố tình cho nó không vô khớp. Đang cố tình giống như là mình giống như là amateur. Nhưng mà cái người này hát hay nè. Là bạn này cố tình diễn không hay. Cố tình là cho mình thấy giống như amateur nhưng mà thật sự là pro. Tại vì cái pha cuối cùng có một pha nuốt nước miếng nhẹ rất đẳng cấp luôn. Rồi rồi, ca sĩ mà đang hát nuốt nước miếng mà kêu đẳng cấp. Giang vẫn giữ là bạn này hát không hay. Không hay được. Sao vậy? Cảm giác mang lại là thấy không hay. Các bạn nhớ nghe lời đội trưởng. Số 7, mời em.
còn bên ta. Gì vậy trời? Cảm ơn em. Hồi nãy á, lúc mà cái vòng trước á thì La Thành nói là cậu này có khả năng hát hay đó. Nhưng mà sau khi ra ngồi đó thì mình thấy cái thần thái này không phải là thần thái hát hay, mà là thần thái của những bạn tuổi teen luôn luôn muốn mọi người phải tập trung vào mình. Cái thần thái mà gọi là luôn muốn người ta phải nhìn nhận mình là mình có tài năng đấy. Nhưng mà bạn này không thể nào hát hay được. Hoặc là có thể do cái bài hát này không có phù hợp. Bởi vì cái tiết tấu, cái nhịp rất là nhanh, một ngọn lửa hồng ở trong ta ha ha ha, rất là nhanh, cho nên là bạn ấy không nhép, em không nói về cái nhếch miệng luôn, em bỏ qua cái nhếch miệng luôn, bỏ luôn rồi đó. Em chỉ nói về những gì mà nó trên khuôn mặt cậu ấy hiện lên thôi. Cái game này quá khó đi. Đợt trước em tham gia là em thấy khó, nhưng mà sau lần này nó sao sao á, nhưng mà mình không đoán em được đâu. Em tham gia là mùa 3 đúng không? Dạ. Đây là mùa 5 rồi em. Bạn này em không có dữ liệu gì luôn á, em chỉ thấy là đẹp trai. Hết rồi. Hết. Ngoài đẹp trai ra là không còn gì nữa. Dạ thì cô bé này thiệt tình. Sau khi em xem xong thì chắc là em sẽ thay đổi lại về cách nhìn người. Chắc là khác không hay rồi. Khác không hay. Em lại nhìn vào cái thực tế. Ừ. Là bạn này lúc đầu em nói là hát hay, cộng với là cái bảng nữa là giống như gợi ý. Nhưng mà em nghĩ, nhưng mà chương trình này ghê lắm. Chương trình ghê lắm. Tạo cho bạn này một cái ấn tượng. Thật sự là mấy cái kiểu nãy giờ ấn tượng nhất đó, ai cũng đứng hát hay ngồi là bạn này là được nâng lên bục luôn. Biết bàn luôn rồi. Bàn luôn. Nên là bạn này đang, chương trình đang muốn làm cho bạn này tỏ ra rất là ghê. Nhưng mà thực sự bạn này hát không hay. Bạn này hát không hay. À, nếu vậy thì em hãy chọn bạn ấy nếu em cho rằng bạn ấy hát dở nha. 30 giây cho cả hai nhà hội ý, bắt đầu. Số 5, số 7 rồi. Số 5, số 7 là dễ chọn nhất, đúng không? Số 5, số 7 là dễ chọn nhất. Chọn cái người bằng chữ này luôn á. Không có một cái mục đích. Lần này mình đừng chọn trước nè. Ờ, với lại mình... Thì nè, 4, 5, 7 là 1 trong 3 người hát. Nhưng mà chắc em không hay đâu. Nhưng mà chắc là số 5 nhiều dở. Chọn hát dở. Số 5 với số... Chọn dở là số 5. 4, số 5 đi, chắc ăn. Số 2, số 6 chắc... Không. Số 2 này chắc hát hay á. Số 2 này mới chọn hát hay á. Thời gian đã hết. Trời ơi, chưa bao giờ mà đội chúng tôi lại đồng lòng như thế này. Mời Trường Giang. Kính thưa quý vị, thì âm nhạc mà nó luôn gắn liền với cuộc sống của chúng ta. Nếu không có âm nhạc thì con người sẽ bị gọi là khô cứng, giống như tình yêu vậy, phải có trong người mình. Đó. Có chứ. Nhưng mà có những người họ quay lưng với âm nhạc. Quay chứ. Và họ làm cho âm nhạc trở thành một cái vấn nạn với chính bản thân họ. Đúng. Chúng tôi xin giới thiệu cho mọi người một cái nhóm nhạc gồm 4 người: Sam, Buka, Diệu Nhi và một người nữa là bạn số 5. Nhóm tứ ca đó. Tứ ca ngẫu hứng á. Ok, đây là sự nhất trí của cả đội mình chứ. Hoàn toàn ủng hộ và hoàn toàn đồng ý. Nếu như sai thì đội tốn thêm 2 triệu nữa không phiền chứ. Không bao giờ sai được. Anh Nghĩa, em đứng đây em dám khẳng định nếu như đội đó mà sai em đền đòi đó 2 triệu. Wow. Thành ơi, em có thể em đứng lên và em nói lại câu đó một lần nữa để ghi hình cho rõ hơn không? Nếu như Trường Giang sai em đền cho đội bên kia 2 triệu. Mọi người đã nghe rõ rồi chứ? Có nghĩa là em ủng hộ bên kia luôn á. Ủng hộ quyết định bên đó chắc chắn. Tại vì anh biết sao không? Đội em cũng chọn số 5 á. Nhưng bây giờ tôi biết bên kia có phương án dự phòng là phương án gì luôn. Nói. Nói đi. Nói phải nói đúng mới được nha. Anh xếp mình hả? Ui. Mấy người mà nói mà cái xạo xạo nó không có gì hết trơn á. Đây nè, coi ta làm việc nè. Thưa anh, như đã nói, âm nhạc làm cho đời sống con người trở nên tươi mát hơn. Và vẫn có những người đi ngược lại với dòng chảy đó. Đó là những nguồn sống, những suối nguồn. Những no, cho bố hay đó. Và thưa quý vị, như đã nói, khi người ta đưa ra một thông điệp, chúng ta nên lưu ý đến những thông điệp đó. Xin đừng hoang phí. Bạn ấy đưa ra một thông điệp rất đúng. Xin đừng hoang phí thời gian của mọi người, hãy cho bạn ấy đi về sớm. Đó cũng là hai cái nhân vật mà chúng tôi đang rất là lưu tâm. Mr. Seven. Ừ. Nhưng mà bây giờ này, Thành có thể cho mọi người biết, hồi nãy cái bạn số 2, bạn nhép miệng dưới kia, em nhận ra điều gì không? Thưa anh, em nhận ra điều này. Cải lương bạn không có thuộc. Nếu bạn số 2 mọi người là hát hay là kiểu như Eric á. Yeah, maybe.
Nhưng mà em nghĩ là bạn có nhạc trong người chứ không phải là không. Chỉ có cái là do cải lương không biết nhé, bậy bạ thôi. Biết đâu là số 2 coi là hát chung với Miu của em đó. Và em đã quyết định cuối cùng là số... Phí quá anh. Phí thời gian mọi người quá. Thôi, về nghỉ ngơi đi em. Số 5 là cái số mà cả hai đội đều quả quyết bạn hát không hay. Mời em gái số 5. Ôi chút rồi, sao lại mặt tự tin của anh ơi. Hát hay, hát cười tới sáng luôn. Ẩn sau cái sự ngây ngô, cái dáng ngồi không tự tin trước ống kính là một giọng hát mượt mà. Bà đi thôi là biết bà ở đâu rồi. Về em, về, coi chừng nó cắn em bây giờ. Về lẹ. À cái này lấy cái tích từ công chúa ngủ trong rừng không ta? Công chúa ngủ trong rừng. Nhưng mà lại sao có trái táo giống Bạch Tuyết? Thì lai bà Bạch Tuyết em. Có nghĩa là bà này là bà Bạch Rừng đó. Mà anh thắc mắc
nãy đang đứng ở trên cái đài cao đẹp lộng lẫy gì thì cứ đứng trên đây rồi cúi xuống lụm trái táo cũng được vậy. Em phóng xuống làm chi, rồi em đi lượn một vòng không biết làm gì, rồi thò tay móc trái táo ra ăn chi vậy em, cho nó cực vậy. Em quên bài phải không? Bây giờ em trả lời câu chính xác đi, là cuối cùng là em thương La Thành hay Lưu Hoàng? Dạ em thương cả hai. Ok. Trái tim em rộng lớn quá. Lưu Hoàng mời lên đây đứng hát cùng với em đó, cảm thấy làm sao? Dạ là rất là vui. Rất là vui. Hồi nãy đó trái tim đừng làm em bối rối đó. Bối rối. Em quê ở đâu vậy? Dạ quê em Cà Mau. Cà Mau à, là bình thường nói chuyện mình cũng bối rối vậy đó hả? Đúng rồi ạ. Gục gịch vậy. À, em tên gì? Dạ xin chào anh Đại Nghĩa, xin chào anh Trấn Thành, anh Trường Giang và các vị khách mời và các bạn ở trường quay ạ. Em tên là Ngô Ngọc Thảo, biệt danh của em là Tina Thảo. Năm nay em 22 tuổi, em đến từ Cà Mau. Hiện công việc của em là diễn viên tự do và em đang học đi chay ạ. Học đi chay nha. Nhưng mà là thường em chay ở đâu? Dạ em đang học. Đang học thôi. À đang học thôi chưa chay ra được hả? Học xong rồi lúc đó mới đi chay. Thầy em nói 1 tháng nữa em mới chay được. Ok. Rồi cảm ơn em đã đến với chương trình, chào em. Như vậy là hai đội đoán đúng. Bây giờ đến nhà mình đây Thành. Chọn số 7 phải không? Mời em. Chắc nha. Em nghĩ là dở đó nha. Thì mình thấy cái thần thái này không phải là thần thái hát hay. Tôi lại nghĩ là riêng bạn này là hát hay. Chắc là hát không hay rồi. Bạn này hát không hay. Bơ vơ trong phòng cứ mãi nghĩ suy. Bơ vơ trong phòng cứ mãi nghĩ suy. Bơ vơ trong phòng cứ mãi nghĩ suy. Mặt buồn hoài sẽ chẳng đổi thay được gì. Lấy mắt kính đeo, tóc vui vút keo. Hôm nay sẽ phải đẹp cho em được yêu. Cho anh được đẹp, cho anh được yêu. Cho anh được đẹp, cho anh được yêu. Có lắm lúc út vuốt muốn trở thành ngôi sao Hàn Quốc. Cố gắng hết sức, anh chỉ là ngôi sao Việt Nam. Vất thứ đẹp trai mới có nhiều đứa yêu. Ghi vào chu mi. Ghép vào chu mi. Có nhiều đứa yêu. Em yêu anh Thành. Đẹp trai thì mới có nhiều. Thành ca sĩ Hàn Quốc, quốc cho đẹp trai tóc tai đẹp luôn vút keo các thứ đẹp trai thì mới nhiều đứa yêu. Em yêu anh Thành, em yêu chị Miêu, em yêu anh Giang, có nhiều đứa yêu thì mới có nhiều đứa yêu. Một lần nữa các bạn vũ công đã thể hiện niềm đam mê của mình. Cảm ơn các em. Mấy con bé nó hay thiệt anh. Coi như là em phải thấy là mấy con bé nó yêu nghề lắm, nó vượt đó lên em.
yêu nghề lắm mới nhảy được như vậy. Mặt thật vẫn đấy, thần thái, vẫn tươi. Không cần biết là xung quanh mình đang có cái gì. Em trai nó cũng yêu đời lắm á. Tại vì em cảm giác như hôm nay bé nó tới đây là nó được sướng, nó hạnh phúc. Nó ca đã cái nư nó thôi đó. Tên gì em? Tên gì cưng? Dạ tên là Nguyễn Hoàng Nam. Nguyễn Hoàng Nam. Năm em 25 tuổi. 25 tuổi, nghề gì? Đến từ Biên Hòa. Em làm kinh doanh. Kinh doanh? Dạ. Kinh doanh lĩnh vực gì? Về mỹ phẩm á cho anh. Mỹ phẩm? Dạ. Hàng gì da đẹp trời luôn, đứng kế bên anh mới thấy da anh nghĩa xấu chứ. Nhưng mà có bao giờ tới đây mình hát về rồi khách hàng của mình thấy mình hát kỳ quá bỏ rơi mình không em? Không anh ơi, mình không có đâu nha. À. Dạ. Nhiều khi người ta còn quý hơn á. À, dạ. Thấy vui hả? Dạ vâng, đúng rồi anh. Cảm ơn em đã đến với chương trình nha. Cảm ơn chị. Chào em. Bye bye. Dòng này hai đội chọn chính xác. Trời đúng hoài ngại quá. Trời ơi, không biết sao sai luôn em. Nè, vòng cuối đi rồi biết sao sai. Quan trọng là cái vòng cuối cùng. Xin mời quý vị khán giả đến với vòng thứ 3, vòng lộ diễn. Thưa quý vị khán giả, đây là ba nhân vật còn sót lại cho đến vòng này. Và cả ba bạn này đều là những cái người mà gây ra cái sự tranh cãi, những ý kiến trái chiều ngay từ chính các người chơi. 30 giây cho mỗi đội phỏng vấn trực tiếp, nói, nghe và sau đó quyết định. Mời đội Trường Giang trước. 30 giây bắt đầu. Đó, hỏi chuyện em ăn cơm chưa hay là... 30 giây bắt đầu. 30 giây bắt đầu, nãy giờ hết đâu 5 giây rồi đó. Em ây vô cái anh nghe coi. Em nào? Em áo xanh. Ây vô. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. Nam trầm nha. Còn gì nữa nhanh lên. Ớt. Ớt. Em show củ nghệ của em ra được không? Dạ không. Dạ không hả? Ok. Rồi, giờ tới em hỏi đúng không anh? Hỏi. Nhanh. Hết giờ. Hết giờ rồi. Ủa? Em tưởng một người 30 giây. Một đội 30 giây. Một đội 30 giây. Đồng đội của em đã chiếm ít 30 giây của em rồi. Trong khi chưa kịp trả lời, chưa kịp hỏi anh bạn này. Em tưởng một người 30 giây chứ. Trấn Thành. Dạ. Bắt đầu. Mời Miu Ly. Bạn nước, bạn cần bao nhiêu độ? Dạ em cần 3. Là hai mắt bằng nhau hả? Dạ. Ok. Lá cây, lá cây. Lá cây, hỏi đi, lá cây. Em hỏi đi, em hỏi. Em hỏi luôn hả? Lá cây bạn không cần phải không? Dạ có. Có cần nhiêu độ luôn? 5-6 gì vậy? Trời, nhìn giống Trung Quân Idol game á. Rồi, chị hỏi chị. Chỗ đừng qua, em á. Em nói a, chị mang nghe cái a. 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 Ok. Hết giờ. Trời, nhìn giống Trung Quân quá. Ta xem hỏi cái độ cận thị của mấy bạn làm gì? Em để em biết, em thử là mắt em có rõ không? Tại em nhìn thấy kính bạn đó là kính cận. Ủa rồi, điều đó nó có liên quan tới giọng hát không em? Em tự test em cái anh. Nếu như em muốn test em thì em hỏi Trấn Thành, hỏi Sam, hỏi anh nè. Ủa vậy anh, vậy em xin lỗi. 30 giây của tôi trôi vào hư không. 30 giây hội ý bắt đầu. Là chọn, là chọn luôn á. 30 giây của mình kìa, 30 giây của mình kìa. Tôi với Sền, tôi chọn cái cây á Sền ơi. Thật ra em chỉ tin tưởng một bạn ớt thôi. Hai bạn kia hơi hiu hiu. Số 2 như sẽ chọn nước được. Này này. Ok ok. Cũng chưa chắc. Nhưng mà thấy mặt rất là quen. Cười gì vậy? Mặt này rất là quen nha. Nó trên YouTube á. Hết giờ. Đội của tụi em thì quê mùa. Tụi em là dân chất phác mà. Sống sâu đất vậy. Thích làm nông. Dạ, tụi em làm nông, làm rẫy đồ thôi. Thành thử ra là tụi em sợ lá cây đồ lắm rồi. Sâu bọ quá. Rồi xuống ruộng đồng rồi cũng nước non lèo bèo dợp hết tay chân. Bây giờ chỉ có cái mướt là lấy gia vị rồi đi nấu ăn uống đồ tí rồi. Ủa là sao? Diễn đó hả? Là sao? Thể hiện quá, có chừng người ta thay đổi ý định đó nha. Không, em loại em. Thấy ghét quá. Có ưa. Chưa gì mà nó thể hiện quá. Nó nghĩ là nó được chọn á. Vậy thì Miu Lê quyết định chọn ai nào? Ừ,
Dạ em chọn bạn số 2. Bạn số 2, chúc mừng em. Lưu Hoàng quyết định lỡ em. Hạnh phúc tự thưởng, đau thương tự chuốc lấy. Em chọn bằng nước hay cây? Hip hop never die. Nước. Ok, em chọn bằng nước. Rồi, còn em trai qua đây. Em là cái trường hợp mà nãy các anh chị ở đây là cũng thay đổi, cũng lung lay nhiều lắm. Ban đầu thì nhiều người nói em hát dở, sau đó là nói em hát hay. Rồi đến cái vòng quan trọng quyết định này thì không ai chọn em hết. Không thể dở được. Tại sao em không chọn? Vì em nghĩ là style nhạc của bạn không hợp với miêu lê của em thôi. Còn bên đây tại sao các bạn không chọn bạn này? Tại vì hồi nãy em nhớ cái phần thi trước á, bạn này phụ diễn cho bạn kia. Phụ diễn cho bạn số 5. Ok, rồi bạn số 5 phụ diễn là cho bạn này. Em nghĩ là hai bạn này chung một album. Chung album. Okay. Để coi coi bạn này có chung album với bạn số 5 hồi nãy hay không nha. Mời em hát. Y về nhạc Trung Quân luôn. Không dám chọn. Em nghĩ là hai bài này chung một album. Nếu đã có một người hát cực dở thì kế bên phải là một người hát cực hay. Là ý em là hát hay đúng không? Hát hay. Hát hay nha. Bao nhiêu đêm trôi qua kể từ bao nhiêu đêm trôi qua kể từ mất em đi, và trong anh vẫn chưa thể hiểu điều gì đã khiến em quay lưng dù anh níu tay giữ lại. Anh chỉ biết lạc trong nỗi nhớ thế thôi. Chắc có lẽ em không là người biết thương em, vì khi yêu anh luôn có trái mọi điều, chỉ biết mỗi em cho riêng mình thôi. Anh yêu mù quáng, dẫu cho ta ngàn lần những đớn đau. Giấc chơi vơi rơi vào ngàn vực sâu, mãi mãi riêng anh trong chuỗi ngày dài lang thang với u hoài, người sẽ không quay trở lại. Xin em nhìn đâu cũng thấy ra khuôn mặt người, nhìn đâu cũng nhớ ra những ngày vui, sợ lắm những đêm lẻ loi. Oh, oh. Cần em ở sớm bên anh chuyện trò, cần một cuộc sống không vương sầu lo, rồi anh tự tay đánh mất. Em ơi, anh có đơn giữa dòng đời khi thiếu vắng em rồi, cảm giác chơi vơi rơi vào vực sâu tối. Người sẽ không quay trở lại.
Cảm ơn em trai. Thấy chưa, tôi đã nói là bên phe Trung Quân Idol rồi mà không tin tôi. Ca bóp ballad mà phải ca rất là dễ sợ. Mà ca là giọng giọng học hành chứ mà giọng bình thường. À, em xin giới thiệu luôn. Em tên là Bùi Công Duy, năm nay em 23 tuổi và hiện tại em đang là nhân viên marketing. Wow. Nhưng mà em rất là đam mê ca hát và cũng rất là muốn trở thành một ca sĩ. Nói chứ bạn là có chất giọng đấy. Cũng có thẩm mỹ âm nhạc đấy, coi như là hát phrasing tốt. Bạn chỉ cần control voice nó lại một tí cho nó chuẩn hơn thôi. Nhiều khi cảm xúc mình push nó mạnh quá, nó hỏng vài chỗ. Nhưng mà để professional thì mình luyện nhiều hơn nữa. Nhưng mà quá tốt rồi. Mới 23 tuổi còn trẻ lắm, con đường phía trước còn rất là dài nha. Hãy tiếp tục sống với cái niềm đam mê đó của mình bằng cách là trau dồi và học hành để dần dần thực hiện được cái mơ ước của em nha. Tạm biệt em. Bùi, xin cảm ơn mọi người ạ. Cho nơm em cái. Hoàng hay quá. Nó chọn ít khi nào đúng lắm. Không khi nào đúng. Hay thiệt. Đời mà chưa biết ngày mai sẽ ra chuyện gì. Đâu phải là đẹp trai à, ra cái dáng ca sĩ vậy chọn là hát hay. Không. Như chưa chắc đúng không? Nhiều khi là người mẫu ảnh hát banh. Như Trường Giang nói, đời mà chưa biết ngày mai sẽ như thế nào. Nhưng ngay bây giờ thì mình sẽ biết. Mời Lưu Hoàng lên đây. Nếu có lúc đôi ta phải nhìn lại, nếu có lúc yêu đương này nhạt phai, sẽ thế nào nếu chia tay? Không muốn phải nuối tiếc. Sẽ có lúc không ai hiểu được mình, sẽ đến lúc không biết phải làm sao nếu chia tay, sẽ thế nào? Bây giờ gặp mặt nhau sẽ hát câu gì? Rất nhịp, hát dở. Thằng bằng này có thể là underground hoặc là rap gì đó. Đúng vậy, mọi thứ đều có sự sắp xếp. Tụi nó hát dở đó. Cầm dây lưu bay sẽ ra sao? Cầm dây lưu bay sẽ ra sao? Cầm dây lưu bay sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ thôi thế nào? Tạm biệt người yêu trong tim thức. Tạm biệt người yêu trong tiềm thức. Đã bao nhiêu lần nếm cay đắng khi yêu. Từ xa lưu bay sẽ ra sao? Cô đơn lẻ ngồi suốt bao đêm dài. Tạm biệt người yêu thương yêu nhất. Tạm biệt người mang bao phiền phức đến con tim này. Hay là anh đã sai? Anh quá sai luôn. Rất sai. Tiếp luôn em ơi. Nếu có lúc hai ta phải nhìn lại, nhìn lại. Nếu có lúc yêu đương này nhạt phai, hơi nhạt thôi. Sẽ thế nào nếu chia tay? Không muốn phải làm in. Sẽ có lúc không ai hiểu được mình, sẽ đến lúc không biết phải làm sao nếu chia tay. Sẽ thế nào? Bây giờ gặp mặt nhau biết nói câu gì? Cầm dây lưu bay sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thế nào? Tạm biệt người yêu trong hồi ức. Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức. Đã bao nhiêu lần nếm cay đắng khi yêu. Hay sẽ ra sao? Cô đơn lưu suốt bao đêm dài. Tạm biệt người yêu thương yêu nhất. Tạm biệt người mang bao phiền phức đến con tim này. Hay là ta mới yêu chưa kịp đâm sâu. Let's go. Wow.
rồi rằng sẽ khó thế nào. Tạm biệt tình yêu trong hồi ức, tạm biệt từ người yêu trong hồi ức. La 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 la, hay ta mới yêu. Sao không biết sự thật sao? Từ hồi rằng sẽ khó thế nào. Tạm biệt người yêu trong hồi ức, tạm biệt tình yêu nơi. Tạm biệt người mang bao phiền phức đến con tim này. Hãy là ta mới yêu, chưa kịp đau sâu. Hai lần trong một ngày. Anh đang thắc mắc, ủa sao cái bài nó đang tay vậy, nó hay quá, cái dòng nhạc nó hay quá, giai điệu hay quá, lời hay quá, tự nhiên có la 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 la. Có chen một khúc nhạc thiếu nhi. Nhạc thiếu nhi. Chịu sao nổi. Bữa nay là Lưu Hoàng là phải nói là cái sự chịu đựng của em khủng khiếp. Ngay từ ban đầu em đã chia sẻ mà em đến với đây với một tinh thần là cam chịu. Thương Lưu Hoàng okay. Quá. Còn em, người đã phá banh cái cảm xúc anh ngày hôm nay, giới thiệu về mình đi. Dạ, lời nói đầu tiên, cho xin phép em gửi lời chào đến anh Tài Nghĩa, anh Chính Thành, anh Trường Giang, bốn vị khách mời, khán giả bên phải, khán giả bên trái và khán giả đang xem màn hình lớn cũng như màn hình nhỏ. Trời ơi. Lời chào trân trọng nhất. Chắc MC quá, MC qua ra nói quá trời nói. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Lê Hoàng Long, năm nay em 20 tuổi, wow. Hiện em là sinh viên khoa quan hệ công chúng truyền thông và nghệ thuật của trường Đại học Văn Lang ạ. Khi đi quan hệ công chúng, đừng ha, đừng ha. Đúng. Mới 20 tuổi thôi, còn rất trẻ. Cứ việc tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình trừ con đường ca hát nha. Dạ, em xin cảm ơn nhà tài trợ Samsung Galaxy đã tài trợ cho chương trình, cho chúng em có nơi để thể hiện ạ. Em xin cảm ơn. Ok, thề cảm ơn. Gương mặt đại diện. À, em đến đây cũng là vì một người. À, vì ai nào? Em vì sao mà? Vì sao? Trời ơi! Lên lên! Em lên! Có thể lại ơn chị cái được. Rồi, được chứ em, giờ em muốn gì cũng được hết trơn. Em đưa chị lên chút, em muốn gì cũng được hết. Lên em. Ơi. Cảm ơn em nha. Dạ cho em kém Chứng Thành theo cũng mà luôn. Ủa đây là ông đại trà hả? Em ơi! Em làm gì buồn quá. Dạ cho em ôm yêu luôn. Trời ơi! Ủa? Không, em ơi, nếu vậy thì em chờ gì không ôm hết bên đây luôn cho. Ông Tám ơi, cái ôm đó không có đặc biệt. À, cái ôm nó bình thường, ôm xây tua nha. Thì đó lỡ dập Sam cái đó rồi dành cho tới. Nè anh Nghĩa, ôm xây tua mà. Bé nó học gì? Quan hệ công chúng. Đó. Rồi lẽ bây giờ em ôm hết tất cả mọi người, em không ôm anh. À. Nói vậy thôi chứ tình cảm vẫn dành cho chị Sam đặc biệt phải không? Dạ. Ok. Dạ, đúng rồi. Bye em, tạm biệt. Dạ em chào anh chị. Bye bye. Như vậy là đội của Trường Giang đã chọn sai. Miêu. Dạ. Ngẩng cao đầu đúng không? Dạ. Mời em lên đây. Dạ. Lên cơ. Em rồi sẽ không còn những mơ mộng. Anh rồi sẽ nuôi lại những hy vọng. Tháng ngày rồi trôi đi mãi, vui buồn kể lại cho ai. Tiếc thay đời luôn như thế đấy. Như một áng mây nhẹ thoáng trong lòng, em chợt thấy tim mình cũng rung động. Nếu mai tình yêu chan chứa không còn trở lại như xưa, biết đâu tìm nhau không thấy nữa. Hay, công nhận. Hay. Hay. Hay, em nghĩ là hát hay. Nếu như mà có sai thì cuối cùng chương trình mấy anh chị phạt em đi, như em chịu. Bạn này hát hay. Xưa, biết đâu tìm nhau không thấy nữa. Hình như lòng muốn nói, hình như lòng muốn nói, hình như lòng muốn nói, hình như mình yêu rồi. Khoảnh khắc tuyệt
vời. Tôi là ai, em là ai, chúng ta là ai. Đừng tan thành mây khói, đừng xa tận chân trời. Khoảnh khắc tuyệt vời như là mơ, như là mơ, chẳng đang là mơ. Mình yêu từ bao giờ, như một áng mây nhẹ thoáng trong lòng. Anh chợt thấy tim mình cũng xung động. Nếu mai tình yêu chẳng chứa, không còn trở lại như xưa, biết đâu tình nhau không thấy nữa. Hình như lòng muốn nói, hình như mình yêu rồi. Khoảnh khắc tuyệt vời, tôi là ai, em là ai, chúng ta là ai. Đừng tan thành mây khói, đừng xa tận chân trời. Khoảnh khắc tuyệt vời như là mơ, như là mơ, chẳng đang là mơ. Hình như muốn nói, hình như mình yêu rồi. Khoảnh khắc tuyệt vời, tôi là ai, em là ai, chúng ta là ai. Đừng tan thành mây khói, đừng xa tận chân trời. Khoảnh khắc tuyệt vời như là mơ, như là mơ, chẳng đang là mơ. Rồi sẽ nuôi lại những hy vọng. Vui quá Miu ơi. Dạ. Tìm được một người hát hay hát cùng với mình cái bài này, ca khúc trong phim Em là bà nội của anh, đúng không? Dạ. Và bây giờ mình có cơ hội mình được hát lại, mà hát cùng với người mình chọn lựa đúng nữa. Đã lắm, cảm giác này thích lắm. Dạ. À, cảm ơn Miu. Cảm ơn bạn nhiều nha. Cảm ơn Miu. Đâu nghệ đâu. Trời ơi, còn đòi coi củ nghệ của người ta nữa. Không có củ nghệ, ớt, rồi nè, củ hành, rồi đậu phộng, vậy thôi. Nghe Lưu Quảng nói có củ nghệ đòi coi hoài. Em giới thiệu về mình nào. Dạ, em xin chào anh Đại Nghĩa. Em chào anh Trấn Thành và anh Trường Giang và tất cả các anh nghệ sĩ ở đây. Chào mừng tất cả các bạn khán giả và các anh chị ở phía sau. Con gửi lời chào tới ba mẹ đang xem đài. Và con gửi lời chào tới tất cả các cô chú hàng xóm của con, hàng xóm của con cũng đang xem đài xem con ngày hôm nay ạ. Một lời chào thân thương và trân trọng nhất. Khoan em, cho anh hỏi một cái, em tên gì? Dạ, em tên là Lê Công Dũng và em là một người con của núi rừng Tây Nguyên. Em đến từ Gia Lai ạ. Wow. Dạ, hiện tại em đang là sinh viên trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Wow. Hát hay là chuyện đương nhiên. Mèo 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 mèo. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Dạ. Nào, mời các bạn lên đây cùng với anh. Chuyên gia trang điểm Tăng Trung và siêu mẫu Xuân Lan. Siêu Black và Quang Hà. Tiên học lễ hậu học văn, kính lão đắc thọ. Em chào anh. Trời ơi. Đây, nghe chúa tể nói. Chị nghĩ là hay thì chị còn chưa biết, nhưng mà hát được. Hát hay, em suy nghĩ là bạn này hát hay hơn em. Bỏ qua cái đó đi anh. Miễn hỏi chị nha. Đón xem tập 3 Giọng Ái Giọng Ai mùa 5 được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2020 trên kênh HTV7. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì hai người bạn của chúng ta có mặt tại vòng đặc biệt. Một bạn hát hay, một bạn hát vui. Nhưng cả hai em đều nhận được phần thưởng của chương trình là 10 triệu đồng. Riêng với Miu Lê chọn đúng người, 50 triệu dành cho em. Đội nhà bên đây được cái vui thôi, mà nãy còn tố hết vụ 2 triệu cho cái người mà mình chọn sai nữa. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Ái Dòng Ai xin được phép kết thúc. Chương trình do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Color Entertainment thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 19 giờ chủ nhật trên kênh HTV7. Và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ độc quyền Samsung Galaxy A21s với tiên phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.